Tất cả các bạn, hôm nay chúng ta hơi chậm một chút do lý do trục trặc về vấn đề tải file. Thì hôm nay chúng ta chủ yếu tập trung vào vấn đề an toàn trong sử dụng kháng sinh và cũng như một số sai lầm có thể gặp khi dùng thuốc ở trong các đơn vị hồi sức tích cực. Thì mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời tiến sĩ dược khoa Nguyễn Thu Minh, Phó trưởng khoa dược trong đó về vấn đề tác dụng phụ của kháng sinh. Xin mời tiến sĩ Minh bắt đầu ạ. Vâng ạ. Kính thưa thầy Tuấn, kính thưa các anh chị, thì hôm nay em cũng xin phép trình bày về vấn đề đặt cho em là về an toàn trong sử dụng của kháng sinh, nhưng mà em sẽ xin phép trình bày là các tác dụng phụ của kháng sinh để từ đó chúng ta sẽ dùng làm sao cho an toàn và tránh được tác dụng phụ của thuốc. Về nội dung trình bày của em sẽ có hai phần chính, phần thứ nhất phần nhóm kháng sinh và phần bảng tổng kết độc tính theo cơ quan. Thì bảng tổng tính theo cơ quan này thì chắc là em sẽ để cuối ra để cho các anh chị có thể tra cứu được thôi ạ. Còn về phần nhóm kháng sinh thì em cũng sẽ xin ở trong phần phạm vi của bài buổi nói hôm nay thì em cũng xin trình bày về độc tính liên quan đến các cái cơ chế tác dụng và cấu trúc, tại vì từ cái cấu trúc và cơ chế tác dụng hay liều dùng của kháng sinh thì dẫn đến những cái độc tính này. Còn cái phần mà ví dụ như các cái phản ứng mà không xác định được hay là những cái phản ứng phản vệ thì chắc là em cũng sẽ không xin phép không trình bày ở đây ạ. Và các cái yếu tố mà làm tăng độc tính của thuốc hay là thuốc cũng làm tăng độc tính của các cái thuốc khác, và cái việc mà theo dõi quản lý đối với cả những cái ADR mà có khuyến cáo theo dõi quản lý ạ. Thì thứ nhất về nhóm kháng sinh để mà phân loại thì theo cấu trúc hóa học thì nó có khoảng 13 nhóm tất cả ở trong bảng này thì polymyxin. Thì em sẽ xin trình bày về tác dụng không mong muốn và thường gặp nhất của 7 nhóm kháng sinh nữa, tại vì trong phạm vi bài này chắc cũng không thể nói hết được. Thứ nhất thì em sẽ xin trình bày về nhóm đầu tiên, đấy là nhóm beta-lactam, thì với ba đặc độc tính chủ yếu mà hay gặp nhất, đấy là độc tính trên thần kinh, trên huyết học và trên gan, thì đã được báo cáo nhiều nhất ở trong các cơ sở dữ liệu. Thứ nhất về độc tính trên thần kinh của nhóm beta-lactam thì độc tính trên thần kinh được chia ra làm ba tuýp, tuýp 1, tuýp 2 và tuýp 3. Thì ở cái trục tung ở trên hình thì là sẽ là độc tính trên gây co giật trên thần kinh, và trục hoành thì sẽ là trên tâm thần. Thì các anh chị có thể nhìn thấy là kháng sinh nhóm penicillin và cephalosporin là sẽ chủ yếu là xảy ra độc tính trên thần kinh ở nhóm tuýp 1 với các biểu hiện như là co giật này và có thay đổi về điện não đồ, và tuy nhiên thì nếu mà chụp mà MRI thì cũng không hề có thay đổi, và các cái triệu chứng khởi phát hay là thoái lui thì cũng trong vòng vài ngày ạ. Và cái cơ chế chính để giải thích là tại sao nhóm beta-lactam nó gây độc tính trên thần kinh là do cái cấu trúc của cái vòng beta-lactam nó cạnh tranh với cả cái receptor GABA, chính vì như thế nên nó giải phóng ra GABA, và đặc biệt là trong GABA thì nó có GABA-A, GABA-B và GABA-C, thì là beta-lactam sẽ chủ yếu tác động trên GABA-A để làm giảm ngỡ co giật ạ. Và trong số các nhóm beta-lactam thì người ta so sánh thì có penicillin thì nó cái mức độ cạnh tranh là nó không cạnh tranh với cả nhóm gamma so với cả cephalosporin, nên là cephalosporin thì sẽ là độc tính hơn trên thần kinh so với cả penicillin. Tuy nhiên thì trong nhóm penicillin ạ, thì người ta đã báo cáo về các cái trường hợp mà nhiễm độc tính trên thần kinh là bệnh não do bipenicillin, là hội chứng bipe, thì cũng đã được báo cáo khá rất là nhiều với những cái đặc trưng là rối loạn vận ngôn này, zone thay đổi hành vi lún lẫn, và cuối cùng là sẽ co giật và tăng trưng lực cơ, và bệnh nhân có thể là được dùng thuốc chống động kinh nhưng mà cũng không giải quyết được cơn động kinh, mà cuối cùng phải lọc máu thông lượng cao. Thì trước đây thì cũng không phân biệt được mà lại bị nhầm lẫn với các cái hội chứng nhiễm trùng thần kinh trung ương hoặc là nhồi máu. Và cái triệu chứng này xảy ra có thể ngay từ ngày thứ nhất và trong vòng khoảng 7 ngày khi mà dùng penicillin. Thì yếu tố nguy cơ mà dẫn đến những cái hội chứng này thì bao gồm là dùng liều lượng không thích hợp, và tuổi tác, tình trạng dinh dưỡng, hay là mức albumin, hay là các cái tình trạng mà viêm nhiễm, ví dụ như bệnh nhân có nhiễm khuẩn hay là viêm màng não mà dẫn đến làm tăng tính thấm của penicillin trên não của bệnh nhân. Và những cái yếu tố nguy cơ này cũng là cái yếu tố nguy cơ xuyên suốt của nhóm beta-lactam trong cái độc tính trên thần kinh ạ. Thế nên là tí nữa trong cái yếu tố nguy cơ đối với cả nhóm cephalosporin hay carbapenem thì em cũng sẽ xin phép là không nhắc lại nữa. Thì ampicillin với cả amoxicillin mặc dù là nó có ít độc tính nhưng mà tuy nhiên cũng đã có những cái trường hợp mà báo cáo là bệnh nhân bị rung giật cơ khi mà dùng amoxicillin với cả clavulanic với liều 1 gam, là liều đã được
hiệu chỉnh theo mức lọc cầu thận, và sau khi mà bệnh nhân dùng đến liều thứ hai là bắt đầu đã xuất phát hiện là rung giật cơ rồi ạ. Và sau khi mà ngừng thuốc thì cái triệu chứng rung giật cơ của bệnh nhân cũng đã hết, và cái bất thường này thì có thể nhìn thấy được ở trên điện não đồ ạ. Về độc tính tiếp theo của nhóm beta lactam đấy là cephalosporin. Phân nhóm cephalosporin thì đã được báo cáo với cả các cái kháng sinh được nhiều nhất đấy là cefazolin, cefepime, cefuroxim, cetazidin và cetriazole. Thì với các cái độc tính chủ yếu là co giật này, bệnh não này, rồi là rung giật cơ thì các cái triệu chứng này cũng sẽ được hết khi mà ngừng thuốc hoặc là lọc máu. Tuy nhiên thì có hai trường hợp nặng nhất dẫn đến tử vong mà dù đã lọc máu đấy là trường hợp của cefepime. Thì tại sao những cái kháng sinh cephalosporin này nó lại có gây độc tính nhiều nhất? Tại vì là các cái kháng sinh này cefazolin, cefuroxim, cetiazin hay là cefoperazole, cefepime thì là nó có ái lực cao hơn so với cả thụ thể GABA nên nó gây độc tính cao hơn so với cả các kháng sinh khác đấy là cefalexin, cefotaxim và cetriazole. Về mặt lý thuyết thì là cetriazole là có ái lực thấp hơn với cả thụ thể GABA thì nó ít gây độc não cho thần kinh, nhưng mà nếu mà theo cái cơ sở dữ liệu của báo cáo của cảnh sát dược Pháp ấy, thì em thấy là cetriazole lại đứng thứ hai, tức là gây khoảng 30% các cái ca ADR là gây độc tính trên thần kinh. Thì cái này cũng không biết là có phải là do là cetriazole được dùng với cả tỷ lệ lớn hơn rất nhiều so với cả các cái kháng sinh khác hay không. Về thời gian để bắt đầu mà phát triển bệnh não thì cũng là từ 1 ngày ạ, và thời đến 10 ngày sau liều thuốc dùng thuốc và sẽ hết sau vòng 2 đến 7 ngày, và nếu như cần thì cũng phải dùng các cái thuốc chống co giật, chống động kinh ạ. Về cái trường hợp mà yếu tố nguy cơ thì là chủ yếu là yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân suy thận mà người già mà dùng không đúng liều, nhưng tuy nhiên thì cũng đã có những cái báo cáo cho thấy là cefepime gây co giật ngay cả ở những cái bệnh nhân mà chức năng thận bình thường ạ. Ở trên bệnh nhân này sau 6 ngày mà dùng cefepime ở bệnh nhân chức năng thận bình thường thì bệnh nhân có bắt đầu có lú lẫn, và sau khi ngừng thuốc thì sau khoảng 30 ngày thì bệnh nhân tình trạng tinh thần của bệnh nhân trở về bình thường. Thì để theo dõi và phát hiện cái độc tính của cephalosporin như nào thì đối với cả cefepime thì người ta đã nghiên cứu là thấy là cái nồng độ thuốc ở trong máu ấy ạ, cao thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái độc tính chân thần kinh. Tuy nhiên thì hiện nay đối với cả nhóm cephalosporin thì mình chưa làm được định lượng nồng độ thuốc trong máu, thế nên là người ta có khuyến cáo là theo dõi điện não đồ. Thì theo dõi điện não đồ thì cũng đã được chứng minh là có thể phát hiện được các cái độc tính chân thần kinh của cephalosporin. Thì em sẽ xin trình bày ở cái phần cuối cùng của nhóm beta lactam về cái phần mà theo dõi độc tính trên thần kinh chung của cả nhóm và của các cái thuốc mà có độc tính trên thần kinh khác ạ. Còn đối với cả độc tính trên thần kinh của nhóm carbapenem thì cũng được báo cáo là khoảng 30% xảy ra 3% và các cơn co giật chủ yếu là tăng trương lực giật rung, và cũng có những cái cơn động kinh cục bộ. Yếu tố nguy cơ thì cũng tương tự như đối với cả penicillin và cephalosporin ạ. Nhưng mà có sự khác biệt giữa nhóm carbapenem. Hiện nay carbapenem mình đang dùng hiện tại có là doripenem, exapenem, meropenem, imipenem. Thì trong các cái cấu trúc đấy thì imipenem là độc tính cao nhất, tại vì do cái cấu trúc ở vị trí carbon số 2 trong vòng cấu trúc bạn người ta thay thế, nên là imipenem thì lại là gây độc tính trên thần kinh nhiều nhất so với cả các kháng sinh còn lại. Còn doripenem thì cũng ít gây độc tính vì nó có ít ái lực, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng có gây những cái phản ứng như là nhức đầu ạ. Còn ngoài ra thì etabenem cũng có thể gây suy nhược và gây ảo giác ạ. Về việc xử trí các cái độc tính trên thần kinh thì em cũng tìm đi tìm lại thì cũng chỉ có một cái sơ đồ khuyến cáo này để xử trí các cái độc tính ở trên thần kinh của các kháng sinh. Thứ nhất là đối với cả bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ như là bệnh nhân suy thận, bệnh nhân có bệnh về hệ thần kinh trung ương, bệnh nhân người già và quá trẻ thì là bao giờ cũng trước khi sử dụng kháng sinh cũng phải hiệu chỉnh liều. Thứ hai là phải tránh dùng cùng các thuốc có độc tính khác ở trên thần kinh. Khi mà dùng rồi mà đã phát hiện ra độc tính ở trên thần kinh của bệnh nhân ạ, thì sẽ phải ngừng thuốc. Và ngừng thuốc nếu như mà các cái triệu chứng trên thần kinh được giảm để giải quyết được thì sẽ sử dụng một cái kháng sinh khác mà không có độc tính trên thần kinh. Còn nếu như trong trường hợp mà không giải quyết được cái độc tính ở trên thần kinh thì sẽ phải theo dõi điện não đồ liên tục, và trong trường hợp mà vẫn tiếp tục mà có xảy ra co giật hoặc là các cái độc tính trên thần kinh khác thì thứ nhất là sẽ phải dùng thuốc
điều trị động kinh, thứ hai là phải dùng các cái kháng sinh khác không có độc tính trên thần kinh, và cuối cùng là sẽ phải là cân nhắc là lọc máu ạ. Em xin tiếp theo về cái độc tính tiếp theo của nhóm beta lactam, đấy là độc tính trên gan. Độc tính trên gan của nhóm beta lactam này thì chủ yếu cũng sẽ xảy ra một thuốc thì đã có những cái ca lâm sàng báo cáo là một cái phản ứng gọi là rất là không phổ biến ở trong một cái kháng sinh được dùng phổ biến, đấy là amoxicillin và clavulanic. Tại sao em lại đưa cái trường hợp này? Tại vì em còn nhớ rất là nhiều năm về trước có một cái bệnh nhân mà bị dùng kháng sinh này, sau đó thì mà bị hoại tử gan ạ, cũng được đưa vào viện mình. Trong cái ở một cái bệnh nhân mà 62 tuổi ở đây, cái ca lâm sàng này thì khi mà bệnh nhân vào viện thì cũng không dùng thuốc gì, chỉ dùng loratadine, vitamin, tramadol và primidone. Thì bệnh nhân có tăng men gan, tăng bilirubin và albumin, thì tất cả các cái xét nghiệm khác và các cái marker viêm gan thì đều âm tính. Thì trước đó, trước khi vào viện 10 ngày thì bệnh nhân có dùng amoxicillin và clavulanic ạ. Và sau đó thì rất may là bệnh nhân sau khi ngừng thuốc thì men gan thì cũng trở về bình thường. Thì quay lại cái cơ sở dữ liệu để mà xác định xem là cái tỷ lệ của kháng sinh amoxicillin và clavulanic gây tổn thương gan như thế nào, thì trong cái cơ sở dữ liệu thì có một khoảng 1.000 bệnh nhân là có bị tổn thương gan do thuốc, thì trong đó có khoảng hơn 40% là do kháng sinh, và trong hơn 40% này do kháng sinh này thì lại có khoảng hơn 10% là do amoxicillin và clavulanic ạ. Và trong đấy đa số các cái trường hợp xảy ra thì ở mức độ trung bình thôi, nhưng tuy nhiên cũng có cái trường hợp mà nặng mà dẫn đến phải tử vong hoặc là phải cấy ghép gan. Thì cái việc mà tổn thương gan do thuốc thì nó cũng chia ra làm ba loại. Thứ nhất là tổn thương gan, thứ hai là ứ mật, và loại thứ ba là hỗn hợp của ba loại trên. Thế thì cơ chế thì cũng khá là nhiều cơ chế ạ. Nhiều cơ chế là thứ nhất là nó có thể liên kết với cả protein nội bào, có thể tổn thương ti lập thể hay là tạo phức hợp với protein, và có thể làm tổn thương cái hệ thống vận chuyển và tổn thương ống mật. Chính như thế nên nó sẽ dẫn đến là tổn thương ống mật là dẫn đến ứ mật, và hoặc là tổn thương gan thì dẫn đến tăng men gan ạ. Đây là những cái thuốc mà gây tổn thương gan và các cơ chế của nó. Nhưng tuy nhiên thì em cũng chỉ xin nhắc đến nhóm penicillin trong bài này là chính. Thì penicillin thì lại chủ yếu là nhóm kháng sinh là amoxicillin và clavulanic ạ. Về người ta đã nghiên cứu ra là tại sao lại xảy ra, thì người ta có nghiên cứu là có thể là liên quan đến một cái gen người, đó là một cái người người mang gen HLA và ALAN nhóm 1A, nhóm 1 và nhóm 2 ạ, thì cũng có thể là gây tổn thương gan, nhưng mà hiện nay thì mình cũng chưa làm được cái xét nghiệm để xác định cái gen này ạ. Em xin trình bày độc tính tiếp theo của nhóm beta lactam, đấy là nhóm độc tính về trên huyết học. Thì độc tính về trên huyết học là được xảy ra ở cả trên tiểu cầu và trên bạch cầu. Thì xảy ra cái này cũng là do cấu trúc của nhóm beta lactam ở cái vị trí C3 lúc nãy, là đối với cả trên thần kinh là ở vị trí carbon số 2 ở trong cái cấu trúc của beta lactam, thì đối với cả huyết học thì lại ở trên vị trí carbon số 3. Thì nó cũng có cái hiện tượng gây giảm tiểu cầu ạ. Và chủ yếu xảy ra nếu mà kháng sinh mình quen diện nhất thì là ciprofloxacin. Nhưng mà tuy nhiên thì đối với cả nhóm penicillin thì cũng vẫn xảy ra. Thì penicillin thì ở lúc trước thì bivalacilin thì cũng đã được đề cập đến trong cái trường hợp tổn thương do não, nhưng mà ở trong cái tổn thương về giảm bạch cầu trung tính thì cũng đã được báo cáo ạ. Bệnh nhân mà khi mà vào viện mà đến ngày thứ 3 thì là bắt đầu có giảm bạch cầu trung tính, và sau khi ngừng bivalacilin và tazobactam thì là bệnh nhân bạch cầu của bệnh nhân lại trở về bình thường ạ. Về cái tổn thương mà giảm bạch cầu nghiêm trọng thì trên cơ sở dữ liệu của Pháp thì cũng đã cho thấy là đối với cả nhóm kháng sinh beta lactam là chiếm đến 10 đến 25% các cái trường hợp mà giảm bạch cầu do thuốc ạ.
và nghiên cứu các cái tỷ lệ mà giảm thiểu cầu thì đối với cả giảm thiểu cầu thì pimetazidine và tazobactam ciprofloxacin thì là gây giảm tiểu cầu nhiều nhất, thì trong cái phần bài này thì em sẽ xin phép chỉ nói đến nhóm beta lactam ạ. Và thì cái cơ chế mà gây giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu của nhóm beta lactam ở trong máu đấy là thường là cơ chế miễn dịch, tại vì do cái cấu trúc của nhóm beta lactam ấy nó có thể liên kết với cả một số axit amin tự do, thế nên là cơ thể là tự nhận đấy nó là kháng thể nên nó tạo thành các cái hát ten ạ. Thế nên là cái việc mà giảm giảm tiểu cầu và của penicillin thường là giảm tiểu cầu miễn dịch, hay là nó cũng có cái trường hợp mà tan máu miễn dịch, ngoài ra thì nó còn có thể là ức chế tủy xương nữa. Thì có những cái trường hợp này thì cũng đã ghi nhận là có thể điều trị, nó có thể điều trị bằng corticoid ạ. Ngoài ra thì điều trị bằng corticoid thì nó còn có, người ta có nghiên cứu về dược động học và gen dược, thì có thể là những cái người mà mang gen MRB4 hoặc là OAT1 hoặc là OAT3 ấy, thì cũng có thể là tăng nhạy cảm với cả nhóm beta lactam mà gây giảm tiểu cầu và giảm bạch cầu ạ. Em xin sang nhóm tiếp theo, đấy là nhóm quinolone. Em xin phép là nếu như mà em bị quá giờ thì các anh chị nhắc em là dừng lại. Không ưu tiên cho bạn cứ... Vâng ạ. Thì sang nhóm tiếp theo đấy là nhóm quinolone, thì nhóm quinolone mình thì mình đang dịch cho một ghế. Vâng ạ. Đấy đấy, vị trí là thì quan sát để rõ để quan sát được vào có viên. Nhóm quinolone là nhóm độc tính phá nhiều ạ, và các cái ADR của quinolone đã được báo cáo là trên tiêu hóa, trên tiêu hóa là chủ yếu là với dạng uống ạ, nên là em cũng sẽ xin phép không đề cập đến trong bài này. Trên thần kinh trung ương, trên da, trên huyết học, trên tim mạch và trên cơ xương khớp ạ, là những cái đặc tính mà của nhóm quinolone bị gây ADR mà đã phun thuốc đã bị cảnh báo ạ. Thì cái cơ chế gây độc tính thì cũng khá là nhiều. Thứ nhất là stress oxy hóa, thứ hai là liên kết với các cái ion kim loại, thứ ba là tổn thương ti lập thể, thứ tư là gián đoạn các con đường năng lượng tế bào, và cuối cùng là tổn thương DNA. Thì đầu tiên về cái cơ chế gây độc tính trên cơ xương khớp của quinolone, là đây là cái độc tính mà đầu tiên mà quinolone bị giới hạn, chỉ phải buộc giới hạn chỉ định và cũng phải bị cảnh báo ở trong cái thận trọng của FDA ạ. Thì về cái cơ chế phân tử của nó rất là phức tạp, nhưng mà chốt lại là nó gây đau cơ xương chủ yếu bằng ba con đường. Thứ nhất là ức chế tăng sinh tế bào ở gân, thứ hai là ức chế sự di chuyển của tế bào gân và tăng biểu hiện ở trong một cái ma trận enzyme là metalloproteinase, và cuối cùng là gây suy thoái collagen. Và cũng chính vì những cái phản ứng tăng nguy cơ viêm gân và đứt gân thì FDA đã buộc phải các nhà sản xuất phải bổ sung vào trong cái tờ hướng dẫn sử dụng ạ. Và các cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ là bệnh nhân trên 60 tuổi, bệnh nhân có ghép thận, tim, phổi và dùng đồng thời với corticoid, và có người hoạt động thể lực nhiều, vận động viên. Thì vận động viên thì trong lúc làm cái bài này thì em cũng đọc thấy có một cái vận động viên leo núi mà dùng corticoid để dùng levofloxacin để điều trị, thì sau đó cũng đã bị đứt gân mà không phục hồi được ạ. Thì tiếp theo sau đó thì có những cái mà ADR nó có khả năng gây tàn phế, và chính vì như thế nên FDA lại tiếp tục cập nhật vào trong tờ hướng dẫn sử dụng là những cái phản ứng bất lợi bao gồm viêm gân, đứt gân, đau cơ, yếu cơ, xương khớp. Và các cái phản ứng ngoại ý này có thể xảy ra trong vòng vài giờ đến vài tuần. Và khi có các cái phản ứng ngoại ý này thì phải dùng ngừng ngay dấu hiệu, và đặc biệt là phải tránh dùng quinolone cho các cái ADR nghiêm trọng. Tại vì trước kia thì chỉ định của quinolone cũng là rất rộng, và gần như là cho mọi loại nhiễm khuẩn và cho mọi loại cơ quan tổ chức. Nhưng mà hiện nay thì cái chỉ định của quinolone cũng đã bị giới hạn lại rất là nhiều rồi ạ. Thì quinolone cũng gây ADR trên đường huyết ạ. Thì các anh chị cũng có biết là có những cái quinolone cũng đã bị thu hồi vì tác dụng phụ trên đường huyết đúng không ạ? Mới đây nhất là cái thuốc gatifloxacin ạ. Tại vì từ khi em đi làm thì em thấy là bệnh viện mình cũng vẫn còn dùng cái thuốc đó. Sau một thời gian thì mới bắt đầu là bị thu hồi vì là cái phản ứng trên đường huyết. Thì nó gây đầu tiên là nó gây cả hạ đường huyết, tăng đường huyết, và gây tăng đường huyết thì cái cơ chế của nó rõ rõ khá là rõ là có thể là do là cái việc mà thiếu hụt magie nội bào nên là dẫn đến kháng insulin ạ. Thì những cái trường hợp mà
báo cáo là do bị rối loạn đường huyết thì xảy ra ở trong cái nhóm thì đối với cả gatiflosacin là nhiều nhất, xong rồi tiếp đến là levofloxacin, còn đối với cả ciprofloxacin thì là ít hơn nhiều ạ. Ciprofloxacin cũng tương đương với cả nhóm macrolide. Thế thì đến năm 2018, tức là 2 năm sau, thì FDA cũng buộc bổ sung vào trong cái tờ cảnh báo về thận trọng của quinolone về các cái tác dụng gây hạ đường huyết, và trong đó có hôn mê, hạ đường huyết và các cái ADR về sức khỏe tâm thần khác ạ. Thì độc tính của quinolone mà liên quan đến trên thần kinh thì cái cơ chế tác dụng của nó cũng tương tự như đối với cả nhóm beta lactam, nó cũng ức chế cạnh tranh nhóm gamma a receptor, cụ thể hiện gamma a, và cũng có những cái biểu hiện là động kinh, co giật hay là loạn ngôn ạ. Và cái yếu tố nguy cơ nó tương tự, nhưng mà cái cấu trúc của nhóm quinolone thì nó cũng dẫn đến những cái ADR, do là ở cái vị trí R7 ở bên tay trái đấy ạ, góc cuối cùng bên tay trái. Thì những cái vị trí này tùy từng vào nhóm thế khác nhau mà nó sẽ có những cái độc tính đối với cả thần kinh trung ương khác nhau. Thì em cũng xin nói qua về phần cái này, cấu trúc của nhóm quinolone thì luôn luôn có hai cái vòng này, và tùy vào cái vị trí thay thế của các nhóm thế mà dẫn đến các cái ADR khác nhau ạ. Ví dụ như đối với cả nhóm thế CO keto ở trên cùng ạ, thì nó sẽ liên quan đến tương tác thuốc đối với cả các cái ion kim loại hai, ví dụ như là mình đường uống mà mình dùng quinolone đối với cả các cái kháng antacid ấy, thì nó sẽ bị kết tủa. Đấy là tại lý do là tại vì nó có cái gốc axit này nên là nó kết tủa, nên là phải tránh dùng dùng xa bữa ăn, dùng xa các cái thuốc mà kháng axit ạ. Và tương tự cái mức độ nhạy cảm mà ánh sáng của nó là cũng liên quan đến cái vị trí ở R5, và cái vị trí R5 này nó cũng sẽ liên quan đến cái độc tính ở trên gen ạ. Còn quay lại cái độc tính của nhóm R7 thì nhóm R7 thì hiện nay mình đang có các cái kháng sinh nhóm quinolone là mosifloxacin, levofloxacin và ciprofloxacin là hiện nay mình đang còn dùng nhiều nhất, còn có nofloxacin và ofloxacin thì vẫn được lưu hành trên thị trường và vẫn được dùng. Thế thì về độc tính trên thần kinh của quinolone do cấu trúc của cái nhóm R7 đấy ạ, thì nếu mà về lý thuyết thì xác định thì nofloxacin sẽ là gây độc tính trên thần kinh nhiều nhất, tiếp đến là ciprofloxacin, xong đến ofloxacin và levofloxacin là gây độc tính nhẹ nhất, và mosifloxacin là về nếu mà theo lý thuyết về cấu trúc của nó là nó sẽ không gây độc tính ở trên thần kinh so với cả các quinolone khác, nhưng mà tuy nhiên thì mosifloxacin cũng vì cấu trúc của nó khác nên nó cũng về độc tính ở trên tim mạch của mosifloxacin lại nhiều hơn so với cả các cái quinolone còn lại ạ. Về mặt lý thuyết là thế, nhưng mà thực tế thì theo cái cơ sở dữ liệu của thành tác dược của Pháp thì cũng cho thấy là cái tỷ lệ mà độc tính trên thần kinh của levofloxacin lại có cái số ca ADR được báo cáo là nhiều nhất, nhiều gần gấp đôi so với cả ciprofloxacin là độc tính trên thần kinh. Thế thì lý thuyết là một kiểu, còn việc sử dụng là một kiểu, đúng không? Việc sử dụng mà xảy ra thì lại là cái số liệu nó hoàn toàn khác. Thì cái này cũng có thể là do cái tỷ lệ mà levofloxacin này cũng không giải thích được là có phải là levofloxacin cái tỷ lệ nó dùng nhiều hơn rất nhiều so với cả các cái quinolone khác không ạ. Về độc tính ở trên tim mạch của quinolone thì chủ yếu là do kéo dài khoảng QT và cái yếu tố nguy cơ dẫn đến thay đổi đấy là do hạ kali, hạ magie và sử dụng cùng các cây thuốc kéo dài khoảng QT khác ạ. Ngoài ra thì nhóm quinolone nó cũng có những cái ADR là gây tổn thương gan, đặc tính mà cái ADR này là chung của nhóm, tức là tất cả các cái thuốc quinolone thì nó cũng có cái phản ứng này, nó cũng tương tự là cái một cái phản ứng mà tổn thương gan miễn dịch ạ. Và nó nếu mà theo báo cáo thì nó cũng đã là 1-3% rồi ạ, nhưng mà cái tỷ lệ mà xảy ra được báo cáo nhiều nhất đấy là ciprofloxacin và levofloxacin ạ. Về cái yếu tố nguy cơ mà sự tổn thương gan thì cũng tương tự như những cái yếu tố mà nguy cơ khác, nhưng mà tuy nhiên thì có bổ sung thêm đấy là bệnh nhân có viêm gan B, có hiện rượu và có sử dụng đồng thời với cả nhóm beta lactam. Thế thì tổng hợp lại các cái tác dụng không mong muốn của nhóm quinolone mà đã được bổ sung vào trong cái cơ sở
cảnh báo thận trọng của FDA trong cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc thì đối với cả các ADR nghiêm trọng của hệ thần kinh ngoại biên thì sẽ bao gồm là viêm gân, đứt cơ, đau cơ, yếu cơ, đau khớp, sưng khớp và bệnh thần kinh ngoại biên. Còn đối với cả hệ thần kinh trung ương thì bao gồm rối loạn tâm thần, lo lắng, mất ngủ, trầm cảm, ảo giác và suy nghĩ tự sát. Các ADR khác bao gồm là các cơn nhược cơ kịch phát kéo dài khoảng PT, phản ứng quá mẫn, nhạy cảm ánh sáng, rối loạn đường huyết ạ. Thì năm 2021 thì Cục Quản lý Dược Việt Nam thì cũng đã đưa ra văn bản là buộc các công ty sản xuất dược phải đưa các cái cảnh báo vào tờ hướng dẫn sử dụng, thì sẽ bao gồm cả vào nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, nguy cơ tác dụng bất lợi nghiêm trọng gây tàn tật và không hồi phục, và còn một nguy cơ nữa là nguy cơ đứt rách động mạch chủ ạ. Em xin sang phần tiếp theo, đấy là ADR của nhóm glycopeptide. Glycopeptide thì được đặc trưng bởi hai nhóm kháng sinh, được hai kháng sinh chính, đấy là vancomycin và teicoplanin. Thì có nghiên cứu là cái độc tính cái ADR của nhóm kháng sinh này thì chủ yếu là phụ thuộc vào liều hay không. Thì về chủ yếu là độc tính trên gan và trên thận, thì độc tính trên gan của vancomycin thì sẽ không phụ thuộc vào liều. Và độc tính của teicoplanin trên gan thì lại phụ thuộc vào liều. Cái điều sự khác biệt này là do cái cấu trúc của teicoplanin và vancomycin nó khác hoàn toàn nhau, tại vì tính thân mỡ của teicoplanin thì cao gấp 5 đến 50 lần đến 100 lần so với cả vancomycin. Chính vì như thế nên là teicoplanin nó sẽ gây chuyển hóa ở gan và nó gây độc tính ở gan, còn đối với cả vancomycin thì sẽ gây thải trừ chủ yếu qua thận và sẽ gây độc tính ở trên thận. Về cơ chế độc tính của vancomycin trên thận thì là được đặc trưng bởi là tổn thương oxy hóa về ống lượn gần, chết oxy hóa tổn thương ti thể và các cái con đường viêm. Kết quả mô bệnh học thì cho thấy là chủ yếu là viêm thận kẽ cấp và cũng có một số trường hợp mà hiếm gặp về hoại tử ống thận. Thì về độc tính của vancomycin thì cho thấy là liên quan đến liều dùng, thì liên quan đến liều dùng thì đối với cả cái nồng độ của vancomycin trên 20 ml thì là gây độc tính cao nhất, đây là nồng độ đáy ạ. Và tương tự như thế mà ngoài việc dùng liều cao thì và dùng kéo dài thì cũng sẽ là gây độc tính cao nhất ạ. Thế thì tổng kết lại các yếu tố mà làm tăng độc tính thì là bao gồm là dùng kéo dài này, mức lọc cầu thận bị suy giảm mà dùng cùng các cái thuốc độc tính trên thận khác như là aminoxid hay là thuốc lợi tiểu hay là NSAID ạ. Và người ta nhận các cái báo cáo thì cho thấy là khoảng 5-7% là độc tính trên vancomycin gây độc tính trên thận khoảng 5-7% ạ. Thì ngoài ra thì việc phối hợp với cả vancomycin với cả nhóm beta-lactam, đặc biệt là bibaracillin và tazobactam, thì cũng cho thấy là cũng có gây độc tính, nhưng mà cái cơ chế thì nó cũng chưa là rõ ràng, là chưa tìm hiểu được cơ chế như nào. Còn về phối hợp giữa các cái carbapenem khác thì cho thấy là vancomycin phối hợp với cả imipenem với simlactin thì gây độc tính trên thận thấp hơn so với cả nhóm meropenem khoảng 3 lần. Về chiến lược phòng và điều trị suy thận cấp do vancomycin thì người ta cũng có những cái nghiên cứu nêu ra là có thể là sử dụng các cái thuốc mà chống oxy hóa khác, ví dụ như vitamin C chẳng hạn, nhưng mà cái này cũng chỉ là trong nghiên cứu thôi chứ cũng chưa có một cái khuyến cáo nào cụ thể ạ. Về độc tính giữa bibaracillin với cả vancomycin thì nếu trong trường hợp có thể thay thế vancomycin bằng teicoplanin thì cũng sẽ giảm độc tính trên thận khi phối hợp với cả bibaracillin và tazobactam ạ. Về phản ứng hội dị ứng thì vancomycin cũng có đặc trưng là bởi hiện tượng dị ứng liên quan đến truyền thuốc do giải phóng histamine, nó sẽ chủ yếu là ngứa và hạ đường huyết và được mô tả là cái hội chứng red man mà chủ yếu là nửa người trên. Còn đối với cả teicoplanin thì cũng ít gặp các cái phản ứng dị ứng này so với cả vancomycin ạ. Còn về yếu tố nguy cơ thì nếu mà khi mà dùng vancomycin cùng với cả các cái thuốc giãn cơ thì nó cũng sẽ làm tăng cái khả năng mà bị dị ứng ạ.
Về ADR trên huyết học của nhóm glycopeptide này thì vancomycin thì cũng xảy ra tương tự như là đối với cả nhóm beta-lactam. Đấy là cái cơ chế mà qua HTEM và thuốc ạ, thì vancomycin sẽ liên kết với cả glycoprotein ở tiểu cầu dẫn đến việc mà tạo kháng thể và cuối cùng là ly giải tế bào ạ. Và cái khả năng này cũng xuất hiện sớm nhất là trong vòng 24 giờ khi dùng thuốc và cũng có thể muộn nhất là trong vòng 27 ngày ạ. Và em xin sang nhóm tiếp theo là nhóm osazolidinone. Thì ADR của nhóm này bây giờ hiện nay mình cũng chỉ dùng một thuốc thôi ạ. Thuốc này là nhóm linezolid. Thì linezolid thì sẽ chủ yếu đặc trưng ở ba cái ADR chủ yếu, đấy là giảm tiểu cầu, tăng lactate và tăng đường máu. Thì cái biểu hiện mà tăng lactate thì nó sẽ liên quan đến cái nồng độ của linezolid trong máu, thì nồng độ càng cao thì cái nguy cơ mà tăng lactate thì cũng sẽ tăng lên ạ. Và người ta thấy là cơ chế, do cái cơ chế hoạt động của linezolid là có liên quan chặt chẽ đến ti thể và nó sẽ ức chế tổng hợp protein của ti thể nên là dẫn đến giảm chuỗi hô hấp enzyme và nên là sản xuất, hạn chế việc sản xuất ra năng lượng thiếu khí và sẽ tạo ra quá trình đường phân kỵ phí và tạo lactate. Thì đã có ca lâm sàng là báo cáo ca lâm sàng là cho thấy linezolid đã gây cả ba cái ADR là tăng tăng lactate này và gây hạ đường huyết và ngoài ra còn có gây viêm tụy cấp nữa. Thì để tìm hiểu cái nguyên nhân này thì người ta cho thấy là nồng độ thuốc trong máu thì cũng sẽ làm tăng cái tác dụng phụ của ADR kể cả trên huyết học lẫn trên lactate. Thế thì hiện nay nếu mà để giải quyết được cái vụ này thì cũng sẽ phải cần phải định lượng nồng độ thuốc trong máu, nhưng mà hiện nay mình cũng chưa định lượng được nồng độ thuốc của linezolid ạ. Thì em xin sang ADR của nhóm tiếp theo, đấy là nhóm aminosid. Nhóm aminosid thì hai ADR rất là đặc trưng mà các anh chị đã biết được rồi, đó là gây suy thận cấp và gây mất thính giác vĩnh viễn ạ. Về gây suy thận cấp thì ở đây thì về do là cái cơ chế của nó là ức chế ở liên kết với cả các cái protein vận chuyển ở ống lượn gần, về thế nên là về cái ái lực của nó thì cái ái lực nào mà nhiều hơn thì nó sẽ gây độc tính nhiều hơn. Thì đối với cả các nhóm thì trong nhóm thì người ta nghiên cứu thấy là neomycin thì sẽ gây độc tính ít nhất, xong rồi đến tobramycin, vancomycin, amikacin cũng gây độc tính ít hơn và cuối cùng là streptomycin là gây độc tính ít nhất ạ. Để phòng ngừa độc tính thì các nghiên cứu cũng đã chỉ ra là dùng các cái thuốc mà chống oxy hóa, nhưng mà tuy nhiên là cũng chỉ là các cái thuốc chỉ là các nghiên cứu thôi, chưa là khuyến cáo ạ. Và khuyến cáo cũng là sẽ nên để lựa chọn các aminosid ít độc tính nhất, ví dụ như là vancomycin, xong rồi tobramycin và amikacin ạ. Và cũng tránh dùng aminosid ở những bệnh nhân giảm thể tích dịch và nên cũng chỉ nên dùng trong vòng từ 7 đến 10 ngày thôi ạ. Và cũng đẹp nhất là cũng phải là TDM ạ. Nhưng mà amikacin hiện nay thì TDM cũng đang hết test đúng không ạ? Về phòng ngừa độc tính ở trên thính giác thì cũng là phải là TDM, nhưng mà có thể đo thính lực ở bệnh nhân, nhưng mà tuy nhiên thì về mặt mất thính giác của bệnh nhân thì người ta đã chỉ ra là có thể xảy ra khi mà bệnh nhân đạt được cái nồng độ trong máu khuyến cáo ạ. Thế thì cũng rất là khó để theo dõi cái việc mà độc tính trên tai của bệnh nhân. Thì cũng tổng kết cho thấy là vancomycin và tobramycin thì độc tính ít với tiền đình hơn, còn amikacin và neomycin hay kanamycin thì độc tính độc hơn với cả ốc mai ạ. Em xin sang nhóm tiếp theo, đấy là nhóm trimethoprim và sulfamethoazone. Thì về cái cơ chế tác dụng của nhóm này là chủ yếu là nhóm tác dụng trên tổng hợp tetrahydrofolic acid, thì kể cả sulfamethoxazone và trimethoprim đều ức chế cả hai quá trình trong cái con đường này và cuối cùng là làm giảm tổng hợp acid folic, và chính vì như thế nên là sẽ gây ra một cái hiện tượng là thiếu acid folic ở người thiếu nhẹ ạ.
Và khi mà cần dùng cái thuốc này thì có thể là hạn chế cái thiếu axit bằng bổ sung axit folic ạ. Và ADR của nhóm của thuốc này ạ, thì cũng đặc trưng thứ hai đấy là gây tăng kali. Gây tăng kali là do độc tính của thành phần là trimethoprim, tại vì nó có cấu trúc giống là amyloid nên là nó gây lợi tiểu giữ kali nên là nó gây tăng kali máu ạ. Thế thì đây là các cái khuyến cáo mà để dùng sulfamethoxazole và trimethoprim ở trên bệnh nhân để làm giảm để làm hạn chế cái việc mà tăng kali máu, là tức là thứ nhất là phải tránh dùng ở bệnh nhân có mức lọc cầu thận dưới 15 ml, phải bù đủ điện, phải bù đủ dịch cho bệnh nhân ạ. Ngoài ra thì nhóm sulfamide có một đặc trưng, nó cũng là đặc trưng là gây tổn thương gan đặc tính mà gây đặc ứng, và cái tổn thương này là tổn thương chung của cả nhóm sulfamide ạ. Em sang xin ADR của nhóm cuối cùng đấy là ADR của colistin. Thì ADR của colistin thì các anh chị cũng biết rồi, chủ yếu là độc tính trên thận đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên còn một cái độc tính nữa chúng ta cũng ít nhắc đến, đấy là độc tính trên thần kinh. Về độc tính ở trên thận của colistin thì cũng rất là khá phức tạp, tại vì ngay kể cả đối cả bệnh nhân mà có chức năng thận tốt hay thận yếu thì cuối cùng cũng là đào thải colistin qua thận, và cuối cùng cũng sẽ là tăng độc tính trên thận ạ. Thế thì cái yếu tố nguy cơ thì cũng tương tự như là cái yếu tố nguy cơ độc tính trên thận của các cái nhóm thuốc như trước, ví dụ như cao tuổi, tiền sử sử dụng trước đó sử dụng các cái kháng sinh có độc tính trên thận, thì biểu hiện của nó là có tiểu ra máu, protein thiểu niệm, hoại tử ống thận cấp, và giảm thanh thải thận, và thường xảy ra là sau trong vòng 4 ngày khi mà dùng colistin. Thì độc tính trên thận liên quan đến thời gian dùng thuốc, thì dùng càng dài thì cái độc tính càng tăng, thì cái này cũng đã được bạn Hải nghiên cứu tại khoa hồi sức tích cực từ năm 2016 ạ. Tiếp đến là cuối cùng đấy là độc tính trên thần kinh. Thì độc tính trên thần kinh của colistin thì theo y văn thì cũng đã tổng kết là xảy ra từ 7% cho đến 27% ở trên các trường hợp, và nó phụ thuộc vào liều liều và có thể hồi phục và có thể xuất hiện trong vòng 5 ngày mà sau khi bắt đầu dùng colistin, với các cái biểu hiện như là yếu cơ liệt mặt và ngoại vi, mất điều vận, điếc, sụp mí hoặc là gây liệt cơ hô hấp ạ. Cái cơ chế của nó là do làm giải phóng acetylcholine trước CNAT, và cũng phải cần thận trọng ở bệnh nhân mà nhược cơ ạ. Thế thì về theo dõi độc tính của colistin thì sẽ phải theo dõi về tốc độ truyền, chức năng thận, creatinine, công thức máu và các cái dấu hiệu độc tính trên thần kinh khác ạ. Xử trí các cái dấu hiệu độc tính trên thần kinh thì cũng tương tự như là xử trí đối với cả các cái khuyến cáo đối với cả nhóm beta-lactam mà em đã đề cập ở phần trước ạ. Thế thì em cũng xin kết thúc bài với cả một cái tổng kết, một cái slide tổng kết đấy là các ADR thường được biết thì ví dụ như tên trên quy mạch tim mạch thì nổi bật nhất là quinolone, trên độc tính trên gan là quinolone, beta lactam với cả nhóm sulfamid, độc tính trên thận thì là aminosit, vancomycin, colistin, độc tính trên máu thì nhóm beta lactam, linezolid, vancomycin và sulfamid, độc tính trên thần kinh thì điển hình nhất là beta lactam và quinolone ạ. Và em cũng sẽ xin có những cái slide mà tổng kết là những thuốc độc tính ở trên các cái cơ quan và cái cơ chế như nào ạ. Em xin hết ạ. Em xin cảm ơn các anh chị. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Minh đã cho một bài rất thú vị về vấn đề các tác dụng phụ của thuốc. Thì cũng nếu đây là các tác dụng phụ của các nhóm chính, các tác dụng phụ chính thôi. Và tất cả các tác dụng phụ này đều là trên người lớn, chúng ta chưa bàn đến trẻ em. Vì những vấn đề liên quan đến phát triển trẻ em còn rất là phức tạp và chúng ta sẽ không thời gian để cả đến hôm nay. Thì các bạn chú ý là khi chúng ta kê đơn thuốc thì bao giờ phải cân nhắc giữa lợi ích và cái nguy cơ khi dùng thuốc. Và chúng ta phải xem tất cả tác dụng không mong muốn, chúng ta cân nhắc quyết định sử dụng thuốc hay không. Và khi đã sử dụng một thuốc thì bao giờ cũng phải theo dõi để phát hiện kịp thời tác dụng phụ để chúng ta có cách xử trí kịp thời. Thì tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ nội chú Nguyễn Văn Trọng sẽ trình bày về một số sai lầm khi dùng thuốc trong đơn vị hồi sức tích cực. Xin mời bác sĩ Trọng. Và em xin kính chào các cô và anh chị. Thì hôm nay em xin trình bày một chủ đề khá là khó và cũng khá là thú vị ở trong chuỗi chương trình
bạn có thể là một số sai lầm khi sử dụng thuốc trong ICU. Thì trong ICU thì có rất nhiều sai lầm và bản thân em cũng đã đang và điều trị tại hồi sức Bạch Mai thì cũng gặp khá là nhiều trường hợp mình sử dụng thuốc chưa đúng và cũng có thể là do sai lầm, và cũng mình cũng lớn lên học hỏi được những sai lầm đấy. Thì hôm nay em xin nói qua một số sai lầm khi có thể thường gặp ở trong ICU. Về thứ nhất về tổng quan thì theo một nghiên cứu ở Mỹ thì các sai sót về thuốc ở trong ICU là rất thường gặp và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả điều trị và cũng như là tính mạng của bệnh nhân. Trong đấy thì người ta ghi nhận thấy là có 19% và các sai sót về thuốc trong ICU có thể đe dọa tính mạng, và có 42% các sai sót về thuốc có đủ về triệu chứng về mặt lâm sàng và cần phải điều trị được các điều trị bổ sung để duy trì sự sống như hỗ trợ các tạng. Và người ta thống kê là năm 1995 thì có chi phí mà cho mỗi điều để trả thêm cho những cái sai lầm ở một bệnh viện ở Mỹ là có lên 2,9 triệu USD. Và từ đó thì ở Mỹ người ta tổng hợp thấy rằng là các sai sót trong y khoa cũng đã được báo cáo thì là một nguyên nhân tự phổ biến gây tử vong số thứ bảy ở bệnh nhân trong ICU. Và thông thường thì các sai sót thuốc thì vậy sai sót thuốc là gì thì thông thường nó gồm đầu tiên mình tìm hiểu về cái quy trình sử dụng thuốc ở một bệnh viện thì gồm có 5 giai đoạn. Chắc là một là một giai đoạn thứ nhất là kê đơn, sau đó sao chép thuốc, rồi chuẩn bị thuốc, cấp phát thuốc và sau đó là quản lý truyền hay uống hay là thụ hormone môn vân vân. Thì là sai sót thuốc là được định nghĩa là có bất kỳ sai sót nào trong quá trình sử dụng thuốc dù có để lại hậu quả hay không. Và người ta thống kê ở Mỹ thống kê rằng là ở giai đoạn quản lý thuốc, tức là giai đoạn chuyên dùng thuốc cho bệnh quản nhân lý là thế nào, tức là dùng thuốc là đường thực, dùng là thực hiện thuốc lại quản lý thực hiện thuốc, tức là truyền hoặc là truyền hoặc là cho uống hoặc là cho khí dung thì là có đến nhỉ, có đến 53% là trong sai lầm mắc sai lầm trong giai đoạn này. Kê đơn là 17% và giai đoạn chuẩn bị thuốc nó 14% và giai đoạn sau chép thuốc 11%. Và cái điều dưỡng sự phối hợp với điều dưỡng dược sĩ là có thể ngăn chặn tới 70% ở cái sai sót trong kê đơn. Và cái khâu thì sai sót nhất là khâu mà sự cho bệnh nhân sử dụng thuốc, bởi vì khâu đấy thông thường chỉ có một điều dưỡng hoặc một y tá là quản lý. Thì đây trên đây là các định nghĩa về các sai sót trong y khoa, trong đó có sai sót y khoa, sai sót về sử dụng thuốc. Thì cũng như vừa định nghĩa thì là sai sót về sử dụng thuốc là sai sót mà gặp mà trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình sử dụng và sử dụng thuốc. Và có hai lý do để dẫn đến sai sót là thứ nhất là do thất bại chủ động và thứ hai là do những điều kiện tiềm tàng. Tức là thất bại chủ động có nghĩa là những cái hành động mà do người tiếp xúc với bệnh nhân trực tiếp bệnh nhân gây ra, thì có thể do bệnh nhân, có thể do là sơ suất, có thể do nhầm lẫn hoặc là do kiến thức sai lầm về sử dụng thuốc. Cái lý do thứ hai là các điều kiện có thể dẫn đến tiềm tàng. Và đó là do các hệ sinh ra trong hệ thống của y tế, ví dụ như là cường độ làm việc quá lớn hay là áp lực công việc quá nhiều hoặc là ca trực quá dài làm gây stress và có thể dẫn đến những cái quyết định sai lầm. Thì có một nghiên cứu năm 2021 là nghiên cứu tổng hợp những cái sai sót thuốc ở trong ICU ở một bệnh viện ở Mỹ. Thì người ta nhận thấy rằng là nguyên nhân chính của sai sót thuốc là do một là do thiếu thông tin bệnh nhân, thiếu thông tin thuốc; hai là do truyền đặt đơn thuốc sai; ba là do y tá thiếu kiến thức hoặc thiếu thông tin chỉ định về thuốc tới bệnh nhân; bốn là do khâu bảo quản thuốc; năm là do cái chữ viết tay khá là khó đọc ở trong cho bác sĩ; sáu là do lựa chọn thuốc không đúng; và bảy là không kiểm soát tương tác thuốc; và tám là do những cái đào tạo được hệ thống đào tạo y tá chưa có thể chưa đúng cách được chưa đầy đủ. Thì trong nghiên cứu này thì thấy là có đến 53% là khâu kê đơn là khâu xảy ra sai sót, có 53% ở khâu truyền khâu thực hiện thuốc là chiếm 21% và các khâu ghi thuốc như 21%.
Các nguyên nhân thường mà gây ra cho cái sai sót về thuốc được ghi nhận được của sơ đồ bên cạnh, có thể là do cái thực hiện về viết tay nó không đầy đủ, hoặc là chữ viết quá xấu, hoặc là khi mà trao đổi với người trao đổi với điều dưỡng, từ thông tin của bác sĩ điều dưỡng là không được không không được đầy đủ, hoặc là những âm thanh phơi khi sự giống nhau giữa các âm thanh trong truy phát phát âm của các loại thuốc. Thì từ đó thì em cũng thấy là sự cái vấn đề về sử dụng thuốc và khá là thường gặp trong trong ICU. Thì qua vấn đề thực hành lâm sàng thì em cũng đưa ra nhận thấy là có một số sai lầm mà mình cũng thường xuyên gặp và trong quá trình điều trị. Thứ nhất là về thuốc vận mạch, thì thuốc vận mạch, sử dụng thuốc vận mạch là một trong những loại thuốc thường dùng bậc nhất trong hồi sức tích cực, dùng để hồi sức cho bệnh nhân sốc. Tuy nhiên thì có thể là do mình chưa hiểu hết về vận mạch, cho nên là mình còn có những cái mình còn sử dụng chưa đúng. Thì em xin nhắc lại sơ qua về các tác dụng của các thuốc vận mạch hiện tại. Thì mình có những thuốc vận mạch hay sử dụng như là noradrenaline, adrenaline và dobutamine, là ba loại thuốc thường dùng trên lâm sàng. Thì dựa vào các cái factor tác dụng lên lên mạch và lên tim, thì chúng ta nhận thấy rằng thì có noradrenaline là tác dụng chủ yếu lên alpha 1 gây co mạch, và có tác dụng một chút ở mức độ trung bình ở beta 1 là gây tăng co bóp của tim. Và epinephrine adrenaline thì có tác dụng rất mạnh ở trên alpha 1 và beta 1, gây tăng rất cao nhịp mạch mạch và tăng sức co bóp của tim. Thì dobutamine thì ở bề mặt dobutamine thì ta nhận thấy là có tác dụng chủ yếu là trên beta 1 gây tăng co bóp, và trên beta 2 thì là gây giãn mạch, có thể làm cho tình trạng hình trạng mạch hệ thống. Tuy nhiên thì tăng co bóp của tim nó sẽ làm tăng được cung lượng tim. Về thứ nhất, thuốc thứ nhất về adrenaline thì em xin ra đưa một tình huống lâm sàng. Các bệnh nhân nữ 65 tuổi nhập viện vì do sử dụng adrenaline tiêm định mạch trước khi nhập viện vì điều trị sốc phản vệ. Thì bệnh nhân này không tiền sử thì có hen phế quản và đái tháo đường loại 2 nhưng được kiểm soát tốt và có dị ứng với doxycycline cách đây 20 năm. Bệnh nhân này bị một côn trùng cắn vào vai vào buổi tối. Nhưng sau đó 2 phút thì bắt đầu có xuất hiện với dấu hiệu sưng môi, sưng lưỡi, ngứa, khó thở và thở khó khè. Thì là cô ấy đã tự sử dụng khí dung salbutamol nhưng không có tác dụng. Sau đó các nhân viên y tế thì đến sau 30 phút thì đến và được ngay lập tức tiêm tiêm 1/2 ống adrenaline tiêm bắp. Sau đó thêm một liều 50 mg salbutamol khí dung và 100 mg hydrocortisone tiêm định mạch. Tuy nhiên thì do nhầm lẫn thì các bác ấy lại dùng không hiểu sao lại sử dụng 50 mg adrenaline và được tiêm thẳng vào tim mạch. Thì ngay lập tức thì bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng ngất và đau ngực, nhức đầu dữ dội, và vấn đề lỗi sau khi được điều tra thì ngay lập tức được nhận ra trên bệnh nhân. Thì sau đó thì bệnh nhân ngay lập tức được chuyển về bệnh viện. Trên giường chuyển bệnh viện là xuất hiện các nhịp nhanh thất, và nhưng tuy nhiên bệnh nhân bắt đầu tỉnh táo, và nhịp nhanh thất chỉ tồn tại trong 1 phút và sau đó trở lại là nhịp có QRS, và sau 22 phút thì trở về nhịp xoang. Về phía đến bệnh viện thì bệnh nhân có tình trạng trong huyết áp là 177 đến 96 và sau đó tăng dần lên 210 đến 141 trong vòng trong quá trình trên đường đi, và bệnh nhân có dấu hiệu sốt và nhịp thở nhanh SpO2 tụt. Sau khi đến khi xuống đến bệnh viện 20 phút đến bệnh viện thì bệnh nhân huyết áp bắt đầu giảm dần từ 101 xuống 140 đến 105. Thì cái tình trạng sau khi đến bệnh viện khoa cấp cứu thì đã cái tình trạng sưng tấy thở khó khè đã hết, nhưng mà cái dấu hiệu của đánh chống ngực và hồi hộp vẫn liên tục kéo dài trong cho đến 3 giờ. Thì cái đây là cái điện tim mà trên đường đi ạ, người ta ghi làm lên đường đi có thể là xuất hiện những cái nhịp nhanh thất nhưng chỉ kéo dài trong vòng 1 phút thôi, sau đó trở lại. Đây là điện tim 24 giờ thì bệnh nhân có hồi phục và duy trì xoang. Người ta đến bệnh viện người ta cũng khảo sát các khảo sát đánh giá các xét nghiệm, thì trong đó có troponin T. Thì người ta nhận thấy rằng trong những giờ đầu mà tiêm adrenaline thì troponin T tăng tăng rất cao và sau đó thì giảm về ở ngưỡng bình thường.
và cũng đã đánh giá về ít quang phổi thì cũng không thấy dấu hiệu của phù phổi, cũng như là cũng thực hiện siêu âm tim để đánh giá xem là có những cái bệnh lý nhồi máu cơ tim hay cơ tim, và đó cho chụp mạch vành thì hệ là mạch vành bình thường. Thế thì trên đây thì mình nhận thấy rằng khi mà adrenalin được tiêm một cách không đúng hoặc là do nhầm lẫn thì có thể gây ra những biến chứng như là có thể gây ra ngay lập tức có thể tử vong do những biến chứng như là rối loạn nhịp hoặc ngay lập tức có thể ngừng tim. Có thể gây ra những bệnh cơ tim đáng kể. Một số báo cáo đã ghi nhận rằng adrenalin có thể gây ra những trường hợp bệnh tim như là Takotsubo hoặc là Takotsubo đảo ngược, và một số trường hợp cũng đã ghi nhận có thiếu máu cơ tim cấp tính. Tuy nhiên thì cái liều độc, cái liều gây mà gây quá liều những cái độc với cơ thể thì nói lại là tùy thuộc vào mức độ phản ứng của mỗi cá thể so với adrenaline. Thì có thể điển hình như là trong khoa hồi sức tích cực thì có chị Hoàng có thường xuyên phải dùng adrenaline, nhưng mà liều của chị ấy là liều rất thấp, liều rất thấp, nên là cái mức độ mà phản ứng của cơ thể với adrenaline là sự là tùy thuộc với từng bệnh nhân, và mình khi dùng adrenaline cũng hết sức thận trọng. Từ đấy thì từ những cái ca lâm sàng như vậy thì một báo cáo của Jonah Campbell năm 2015 về cái việc sử dụng adrenaline trong trong phản vệ, và để người ta đánh giá các yếu tố ở các phản ứng bất lợi của adrenaline so dựa vào các đường truyền, được các đường dùng khác như là đường tim bắc, đường tim tĩnh mạch. Thì và người ta ghi nhận các biến chứng của tim mạch như là mạch vành, rối loạn nhịp, bệnh cơ tim, đột quỵ, tăng huyết áp và có thể triệu chứng đau ngực. Thì là người ta nhận thấy thì có 573 bệnh nhân phản vệ, thì là có trong đó có 57% bệnh nhân được dùng ít nhất một liều adrenaline, và trong tổng cộng 362 liều adrenaline thì trong lúc thì có thế 67,7% là bệnh nhân được tiêm bắp bằng mũi tiêm tự động, 19,6% được tiêm bắp và 18,3% được tiêm dưới da, và trong đó 3,3% là được tiêm tĩnh mạch với liều bolus, và 1,1% là truyền tĩnh mạch, và cho thấy là 100% bệnh nhân là có quá liều xảy ra khi tiêm tĩnh mạch adrenaline bằng biểu hiện bằng các triệu chứng lâm sàng, và các biến cố tĩnh mạch là có liên quan trực tiếp đến 10% ở bệnh nhân tiêm liều bolus tĩnh mạch, nhưng so với liều tiêm bắc thì chỉ có 1,3% là có ảnh hưởng của việc có biến cố tim mạch, tức là so với tiêm tĩnh mạch và so với tiêm bắc thì cái biến cố tim mạch sẽ là cao hơn. Cái này có ý nghĩa về mặt thống kê. Về mặt quá liều thì ở cũng có 13,3% ở bệnh nhân tiêm liều adrenaline, liều bolus, và so với là quá liều ở bệnh nhân tiêm bắc là không bệnh nhân. Mặc dù ở bệnh nhân tiêm bắp có 316 liều được tiêm bắp mà không có xảy ra hiện tượng nào quá liều. Vì vậy thì khi mà sử dụng adrenaline đối với phản vệ thì nếu tiêm bắp thì bệnh nhân thì an toàn hơn rất nhiều so với tiêm bolus tĩnh mạch. Và sau này người ta đã đưa ra những khuyến cáo là mình sẽ tiêm bắp khi mà đối với thực hiện xử trí phản vệ. Thuốc thứ hai là thuốc adrenaline. Em bắt đầu bằng cái tình huống lâm sàng thứ hai. Bệnh nhân nam được điều trị tại tuyến tỉnh với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn viêm phúc mạc sau mổ thuộc đại tràng sigma, và được điều trị ở đây 7 ngày với kháng sinh và có tuổi lát nên phải duy trì nó adrenaline truyền liên tục và được lọc máu. Sau đó được chuyển đến khoa hồi sức tích cực trong tình trạng là huyết áp 130/60, mạch 120, da khô, các đầu ngón tay ngón chân bắt đầu tím nhiều và có những nổi phồng nước. Và đánh giá huyết động lúc đấy thì adrenaline đang duy trì với liều là 1,0 microgram kg trên phút, và ngay lập tức thì các bác sĩ cần thực hiện đánh giá huyết động, đo CVV là 4 cm nước, và trên bằng Oscom thì có cái tình trạng thiếu dịch và tăng sức cảm hệ thống lên 3527, trong đó chỉ số tim và INO là ở mức bình thường. Vậy thì trong tình huống này thì noradrenaline đã được dùng phù hợp chưa? Thì với mức sức cảm hệ thống như thế này thì noradrenaline đang sử dụng quá liều và
kèm theo tình trạng là không đủ dịch lòng mạch, cho nên là cái tình trạng co thắt mạch ở đầu ngón tay ngón chân là tăng lên, và cái đấy có thể gây hoại tử, và thậm chí có những cái đã gây hoại tử cô và các cô chi. Nói về các cái dấu hiệu tắc mạch chi ở trong ICU thì người ta nhận thấy có rất nhiều nguyên nhân, tuy nhiên thì có đến 82% bệnh là do nguyên nhân là sử dụng thuốc co mạch không phù hợp, và ở đấy thì có tỷ lệ tử vong sau mà tỷ lệ bệnh nhân có tỷ lệ tử vong là do nguyên nhân mà tắc mạch chi có thể lên đến 16%. Và kết luận là trong ICU thì cái nguyên nhân mà gây chủ yếu mà gây cho cái tình trạng thiếu máu mạch chi là thường là do liên quan đến sử dụng thuốc hồi mạch không phù hợp và có thể tăng nguy cơ tử vong cho bệnh nhân, và thậm chí là một số bệnh nhân phải có 5% là cần phải sử dụng bằng biện pháp ngoại khoa để phẫu thuật cắt cụt chuyện. Về phần thuốc thứ ba là dobutamine. Về dobutamine là một thuốc là nó có hai đồng phân, là đồng phân lập thể dương và đồng phân lập thể âm, với tác dụng lên những receptor khác nhau tùy vào lập thể. Tuy nhiên cái dobutamine hiện tại mình đang sử dụng trên lâm sàng là nó là hỗn hợp của hai đồng phân. Thì khi người ta đã nghiên cứu cái tác dụng của dobutamine lên trên mạch huyết áp và mạch huyết áp thì nhận thấy là khi cho dobutamine vào thì nhận thấy là huyết áp tăng mạch tăng rất nhanh, tăng rất cao, từ có thể lên từ 70 có thể lên 100, tăng rất nhanh, có thể cho những trường hợp ở đây liều thấp, có những trường hợp liều cao thì tăng lên hơn nữa 150 170. Tuy nhiên thì huyết áp trung bình, về mặt huyết áp trung bình thì không thay đổi quá nhiều. Về nghiên cứu sâu hơn, người ta nghiên cứu theo liều của mức độ liều của adrenaline, người ta nhận thấy rằng khi tăng liều từ mức độ từ 0 microgram từ 1 đến 5 đến 10 đến 20 microgram đến kg đến phút, người nhận thấy thì huyết mạch tăng rất nhanh, có thể lên cao nhất có thể lên đến 175, chỉ số tim còn tăng cao. Tuy nhiên thì sức cảm hệ thống, người nhận thấy là sức cảm hệ thống là giảm dần ạ. Đây là đường thống của hệ thống, vì có tác dụng chủ yếu của dobutamine là trên hai receptor, chủ yếu là beta 1 và beta 2. Thì trong đó beta 2 thì ở mức độ trung bình, nó có thể làm giảm sức cảm hệ thống. Ở khoảng 20% bệnh nhân thì hoặc là ở bệnh nhân sốc tim thì người ta nhận thấy rằng có một điều xác định tùy mỗi bệnh nhân là khi mình tăng dobutamine đến một liều nào đấy, thì từ 6 liều đấy thì chỉ số tim không tăng lên nữa, và khả năng co bóp của tim không tăng thêm. Tuy nhiên mạch vẫn tiếp tục tăng và sức cảm mạch hệ thống tiếp tục giảm, làm cho là cái tình trạng huyết áp của bệnh nhân là tụt dần. Tức là cái việc mà mình sử dụng dobutamine đến một liều nhất định và sau đầu đấy thì có thể gây cho bệnh nhân tụt huyết áp. Chính vì vậy cái nguyên nhân mà tụt huyết áp thì người ta đã có những cái giả thiết nhất định, đó là một là chỉ số tim không tăng nữa, hai nữa là sức cảm hệ thống giảm dần, ba nữa là do nhịp tăng lên, cho nên là làm tăng cái mạch nhanh quá nhanh, làm cái thời gian đổ đầy tâm trương nó thấp và làm cho cái CO nó cũng giảm theo. Trên hình thì mình có được biểu hiện rõ là ví dụ như ở mức điểm xác định ở đây điểm khoảng 10 microgram kg phút, và sau cái điểm đấy thì bắt đầu giảm và huyết áp bắt đầu giảm. Cái điểm này thì tùy mỗi bệnh nhân, nó không được xác định rõ ràng ở mỗi bệnh nhân một. Chính vì thế là nếu mà dùng liều dobutamine quá cao thì có thể tăng tác dụng phụ đến tim và có thể làm tim nhanh, làm tăng tiêu thụ cơ tim, làm cho cái tổn thương tim tăng lên và có thể nguy hiểm, có thể gây những rối loạn nhịp, đặc biệt là rối loạn nhịp nhanh thắt và có thể một số trường hợp có thể rung thắt ngừng tim. Và thậm chí là mình đang dùng dobutamine với một mong muốn nhất là nâng huyết áp lên, thì mình nếu khi dùng dobutamine quá cao thì lại làm cho tụt huyết áp. Ở cái đấy là tác dụng là ngược lại. Chính vì thế là trong một tài liệu up to date thì người ta nhận thấy thì cái liều khởi đầu mà dùng cho dobutamine là liều từ 2 đến 5 microgram per phút và mức độ tối đa là 20. Trước đây là có những tài liệu người ta đã khuyến cáo đến liều 40. Tuy nhiên sau khi người ta nghiên cứu những tác dụng phụ sau khi liều cao của dobutamine thì nhận thấy là tác dụng đến tim và tác dụng phụ đến tim và trên dạng là hệ thống tăng lên.
sau khi sau điều 20, nên là nhiều trong điều 20 người ta đã khuyến cáo là ở trong sốc thì liều tối đa mình nên sử dụng là liều 20 microgram trên phút để tránh giảm để làm giảm cái tác dụng phụ của dobutamin. Và nhưng tuy nhiên thì nếu dùng liều quá thấp thì lại cái tác dụng của tăng co bóp cơ tim lại rất là kém. Nhưng mình cũng để ý là có một số trường hợp mình dùng liều 1, liều 2 làm cho nó không thay đổi nhiều về có người mà suy động, mà có nhiều trường hợp có thể gây dưới dạng là hệ thống được. Tiếp theo đi đến là một thuốc thường được sử dụng và cũng hay sử dụng chưa đúng cách, thì thứ nhất đó là canxi đường tĩnh mạch, có thể canxi hay gặp mình dùng canxi clorua. Thì canxi theo dược thư thì người ta đã có những cái chỉ định nhất định so với trong trường hợp sử dụng trong canxi, như là trường hợp canxi cho sử dụng cho trong trường hợp mà có dịch hạn canxi, có thắt thanh quản nó giảm bằng canxi, do cường cường cận giáp, do suy giáp, do suy cận giáp. Và tuy nhiên thì cũng có những cái biến chứng ở những tác dụng không mong muốn nhất định thường gặp trên lâm sàng khi sử dụng canxi, đó là thường gặp với tỷ lệ 1 trên 100, đó là tuần hoàn thì có gây đau huyết, hại huyết áp chóng mặt, chặn mạch ngoài vi, tiêu hóa được gây táo bón, đầy hơi, buồn nôn, da đỏ da, gây có thể tại nơi tiêu truyền nó gây, có thể gây bỏng đấy, và có thể gây bốc hỏa nóng, rất là nóng nóng được ở trong người. Thì trên lâm sàng cũng đã gặp một số trường hợp là mình có tác dụng phụ gặp không mong muốn như thế này rồi. Thì bản chất là canxi là rất cần thiết trong rất nhiều quá trình sinh học và trên hệ tim mạch, cho nên là thường xuyên là dùng trong lâm sàng. Tuy nhiên thì khi có một số sai lầm khi mình sử dụng đường tiêm truyền canxi, thứ nhất là mình pha nồng độ là quá là đặc, gây ví dụ như là người ta trong khuyến cáo người ta pha đảm bảo là ít nhất là 100 microgram trên ml, tức là nồng độ khoảng 10%, và tương đương với 1,36 ml canxi hay còn trên ml. Một số trường hợp là tiêm quá nhanh, tức là người ta cần tiêm chậm, tức là cần đảm bảo là dưới bé hơn hoặc bằng 100 microgram trên phút, là tức là tương đương với khoảng 1 ml trên phút, là một số trường hợp cần cấp mình có thể tiêm nhanh. Tuy nhiên một số trường hợp là tiêm nhanh quá là bệnh nhân sau khi ngay lập tức là bệnh nhân cảm thấy khó chịu, hồi hộp, bốc hỏa và thậm chí là tụt huyết áp, có một số trường hợp là ngất. Và tại một số tại đã cũng gặp một số trường hợp ở trên lâm sàng như vậy. Thế cho nên là nếu mà cần phải dùng canxi với thường xuyên trên lâm sàng, mình có thể chuyển từ canxi đường tiêm sang, có thể chuyển sang đường truyền để làm giảm để tăng mức độ an toàn khi sử dụng canxi. Đấy, thì người ta đưa ra một theo tiêu đề update đưa ra rất rõ ràng cho trường hợp từng sử dụng cách dùng canxi ở trên trong những trường hợp mà có chỉ định trên lâm sàng. Em đến với một sai lầm thứ ba, đó là cũng bằng một cái lâm sàng. Bệnh nhân nữ 68 tuổi vào viện vì sốt và huyết áp 80/40, thì vào nhập khoa ICU thì được chẩn đoán là sốc nhiễm khuẩn tiết niệu đái tháo đường. Bệnh nhân được bù dịch duy trì noradrenaline với liều 0,2, được dùng kháng sinh kiểm soát đường huyết bằng truyền insulin regular liên tục. Sau 30 phút thì phút hồi sức thì tình trạng vẫn huyết áp là 80/50, đường máu móc mạch là 18, và đánh giá dịch là CVP là 10 cm nước, CI là 2,3, sức cảm hệ thống là 856, là ở ngưỡng là thấp, FTC 308, INO là 1,2. Khi đấy thì xử trí sau như thế này thì với mức FVD là thấp thì mình sẽ tăng liều noradrenaline. Trước khi tăng liều thì tăng liều lên 0,7, và cũng đồng thời cũng bệnh nhân được thêm hydrocortisone 100 mg tiêm tĩnh mạch. Thì sau đó 60 phút, từ 30 phút sau thì huyết áp vẫn là 85/45, đường máu mạch cũng chỉ là 17,2, vẫn 17,2, và đại được đánh giá dịch tiếp thì CV là 11 và FVDI cũng là mức 80, tức là không cải thiện về mặt sức cảm hệ thống, bệnh huyết áp vẫn tụt. Đấy, thì nguyên nhân là do đâu mà bệnh nhân không cải thiện? Thì sau khi đấy thì check lên chặt 3 thì mình nhận thấy là cái
cái noradrenaline được truyền chung với đường insulin rồi, gây tương tác làm giảm tác dụng mà gây có thể gây đông, và ngay từ đấy thì sẽ được bệnh nhân đã sau đó ngay được được tách ra hai đường truyền riêng và trách bạn. Chính vì vậy bạn tương hợp tương kỵ của các thuốc mình cần phải kiểm soát, và từ khâu bác sĩ cho đến khâu điều dưỡng, đặc biệt là người thực hiện cuối cùng, mình phải kiểm soát cái bảng tương kỵ của thuốc. Thì trên này thì có insulin R và noradrenaline là tương kỵ với nhau, làm nó giảm tác dụng. Chính vì thế là mình nhận thấy trên cao lâm sàng này là, một là cái sức cảm hệ thống không thay đổi, và thứ hai là đường máu cũng không giải quyết được. Và sau khi được bệnh nhân được tách hai đường truyền riêng thì sau đó thì cái tình trạng lâm sàng về huyết áp và đường huyết bệnh nhân có cải thiện. Cho nên một sai lầm thường gặp nữa là không trách tương kỵ, tương hợp tương kỵ thuốc qua đường truyền. Là các thuốc khi mà qua đấy thì chung với nhau có tương kỵ sẽ làm giảm tác dụng hoặc là gây ra tình trạng đông vón, làm tắc đường truyền và có thể làm nguy hiểm và trầm trọng hơn tình trạng đang cải thiện mà cần bằng giải quyết bằng cái thuốc đường truyền. Và cho nên cái công tác điều dưỡng cần thực hiện phải nghiêm ngặt và phải có bảng tra tương hợp tương kỵ cạnh một xét nghiệm để giảm thiểu nguy cơ này. Đây là một trong những sai lầm mà cũng đã gặp rồi. Một sai lầm thứ tư cũng là một ca lâm sàng bệnh nhân nam 75 tuổi, cũng vào viện vì sốt và khó thở ở ICU, được chẩn đoán là viêm phổi bệnh viện, lạm dụng rượu, huyết áp duy trì 120/80, không phù số 38 độ và natri máu là 134. Điều trị ban đầu thì bằng imipenem cộng levofloxacin và bù dịch đánh dơ lắc tát, chăm sóc hô hấp. Đến ngày thứ ba thì tình trạng viêm phổi không cải thiện, natri máu lúc đấy vẫn là 135, không phù tiểu được 1,5 lít/24 giờ, đường máu là 9,3 và cấy đờm ra Klebsiella pneumoniae nhạy với fosfomycin và amikacin. Thì ngay lập tức thì sẽ được chuyển sang kháng sinh theo kháng sinh đồ, là dùng fosfomycin liều 6g/8 giờ và amikacin liều 30mg/kg/ngày theo định lượng nồng độ và theo mức là cổ thất chỉnh liều. Đến ngày thứ 6 đỡ sốt, đỡ đờm, VNF cải thiện, tuy nhiên là natri máu cứ tăng lên từ 135/145, sau đó tăng cao nhất lên 107. Đấy, và sau đó thì đánh giá các tìm hiểu các nguyên nhân, tìm hiểu các nguyên nhân về tăng natri máu thì mình nhận thấy là không có mất dịch quá, không có mất dịch quá nhiều, cũng không có mất nước quá lớn, không đi đá bình thường cũng liều 1,5 lít/2 lít và không có đi ngoài, và cũng không truyền các chế phẩm ưu trương như là các thuốc ưu trương tuy nhiên thì có một chế phẩm ưu trương mà do bác sĩ pha, đó là do pha fosfomycin không đúng cách, tức là người bác sĩ thực hiện là pha 6g fosfomycin với 100ml đường muối chín và truyền 100ml/giờ. Thế điều gì xảy ra đây? Đối với fosfomycin thì là một kháng sinh có ngậm muối và ngậm với 33g natri, tương đương với là 14,3 mEq natri. Vậy để là khi pha cho đúng cách để đưa về muối để đưa vào hệ dung dịch đằng trước thì mình cần phải pha với đường chứ không pha với muối, và khi pha với đường thì là mình sẽ pha với một gam của fosfomycin thì sẽ nên pha vào 100ml đường 5, và từ đấy thì mình sẽ được một dung dịch có nồng độ là 143 mmol/lít natri là đằng trước. Như vậy thì nếu mà sử dụng 4g, nếu 4g fosfomycin thì phải pha đến 400ml, mà 6g thì phải pha đến 600ml đường 5, cái đấy thì sẽ làm một dung dịch đặc trưng. Nếu mình pha 100ml muối thì sẽ nồng độ của natri trong dịch truyền là rất cao và có thể làm tăng natri máu. Thì đây là một trong những sai lầm tiếp theo, đó là sai lầm trong cách pha thuốc, mình đọc chưa rõ cái hướng dẫn sử dụng thuốc. Một tình huống lâm sàng thứ năm là bệnh nhân nữ 60 tuổi điều trị tại ICU với chẩn đoán là sốc nhiễm khuẩn viêm phổi thùy, suy thận cấp, đái tháo đường tăng huyết áp, VNF là 180 và ure là 28, creatinine 408. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh an thần bằng propofol, thở máy vận mạch,
lọc máu liên tục chăm sóc hô hấp, đến ngày thứ ba là cắt vần mạch, rồi sau được bệnh nhân vận động suy thận nên chuyển sang lọc máu ngắt quãng. Đến ngày thứ sáu điều trị thì tình trạng viêm phổi ổn định, VDF 288 hết sốt, bệnh nhân quyết định cắt an thần tiến hành cai máy. Đến ngày thứ tám điều trị thì bệnh nhân vẫn còn hôn mê với mức 8 điểm và không có dấu hiệu thần kinh khu trú, đồng tử hai bên đều phản xạ ánh sáng dương tính, đường máu là 10, nát chi 137 và ure là 24. Thì bệnh nhân lúc đấy được chẩn đoán là hôn mê giai đoạn nguyên nhân viêm phổi, trên bệnh nhân có suy thận cấp. Thì ngay lập tức bệnh nhân được chụp MRI, chụp chỉ não tủy và kết quả đều trở về bình thường. Bệnh nhân được xem xét một khí quản để xác định được chức năng nặng. Đến ngày thứ 10, tính đến ngày mình duy trì đến ngày thứ 10, tức hai ngày sau thì bệnh nhân ý thức cải thiện dần, gần có 12 điểm và bắt đầu có nước tiểu trở lại. Đến ngày thứ 12, cái này đến ngày thứ 12 thì gần có là 14 điểm và phản xạ có khá tốt. Vấn đề nằm ở đây là gì ạ? Vấn đề thì sau khi chết lại thì mình lịch sử sử dụng thuốc thì bệnh nhân luôn luôn được duy trì an thần ở mức quá sâu, là gọi là chấm điểm an thần trong chỗ được điểm mức độ an thần thì có tha trang điểm giáp thì một mức độ là âm 5. Âm 5 là mức độ xấu nhất trong vòng 5 ngày liên tục với tình trạng là suy thận vô niệu. Vì ngày thứ hai mình đã chuyển sang IHD rồi. Về vấn đề ở đây là sử dụng thuốc an thần là quá liều, quá sâu, là cộng thêm trên bệnh nhân có tình trạng suy thận, cho nên là cái mức độ hôn mê bệnh nhân là kéo dài. Và khi bệnh nhân kéo dài và kéo dài nằm được thời gian thở máy kéo dài thì cái tăng nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh nhân và tăng tỷ lệ tử vong và tăng cái sự can thiệp lên cơ thể của bệnh nhân, đặc biệt là trong trường hợp này là tăng việc đi chụp MRI, chụp cầu tròn tràng tủy thì là làm cho tăng chi phí điều trị. Có nghĩa là mà nếu mà mình đánh giá cái thuốc an thần nó không phù hợp thì đánh giá mức độ an thần trên lâm sàng, không đánh giá mức độ an thần trên lâm sàng hàng ngày một cách phù hợp để điều chỉnh thuốc an thần thì cái rõ ràng là ảnh hưởng hậu quả là nghiêm trọng cho bệnh nhân. Thì mình hai thuốc an thần mình dùng chủ yếu tại ICU Bạch Mai đó là có midazolam và propofol. Thì trong đó propofol thì có half life là lên 50 giờ và có thể kéo dài hơn ở bệnh nhân suy thận và bệnh nhân sử dụng ở mức độ liều sâu, liều cao. Và đặc biệt với một số tình trạng bệnh nhân có suy thận và suy gan thì làm cho cái tình trạng mức độ an thần càng làm cho tình trạng quá liều là càng tăng lên. Chính vì thế là việc đánh giá chức năng thận và chức năng gan hàng ngày là cần thiết, và đặc biệt là đánh giá cái mức độ an thần ở bệnh nhân thở máy để duy trì ở cái mức điểm an thần phù hợp. Điểm DAS thì mình sẽ duy trì âm 2 đến 0 và ngay lập tức có thể dùng những cái biện pháp như là thức tỉnh, biện pháp thức tỉnh hàng ngày, SSD hàng ngày để giúp giảm thiểu các nguy cơ về quá liều an thần. Một sai lầm nữa cũng đã gặp trên lâm sàng là dùng propofol cho bệnh nhân thở máy có viêm bị cấp tăng chiaric. Thì bản thân propofol có thể làm tăng nặng cái tình trạng tăng chiaric cho bệnh nhân cho bệnh nhân, nên cho bệnh nhân mình cũng là do tăng chiaric gây ra tình trạng viêm bị cấp thì mình tránh dùng propofol để an thần. Một sai lầm thứ sáu là một sai lầm về tương tác thuốc. Thì lúc này tiến sĩ Minh cũng đã trình bày tương tác các thuốc của kháng sinh, thì em cũng hôm nay không nhắc đến kháng sinh mà các tương tác các thuốc khác. Thì ở về tương thuốc thì một bài báo năm 2021 nó về một nghiên cứu hồi cứu tổng hợp quan sát đa trung tâm 15 bệnh 5 ICU ở Hà Lan, từ quan sát từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 7 năm 2017, lấy bệnh nhân là trên 18 tuổi và được mà tất cả bệnh và các bệnh nhân lấy vào là phải sử dụng trên hai loại thuốc. Và người ta khảo sát cái PTDI, tức là cái tương tác giữa các thuốc tiềm tàng, và CRP-TDI là tương tác thuốc tiềm tàng nhưng có liên quan về mặt lâm sàng. Thì người ta nhận thấy rằng thì có 103.871 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu. Thì ở mức độ tuổi là 66 và tỷ lệ tử vong trong ICU là 8,5%. Thì trong 103.800 bệnh nhân này thì người ta nhận thấy là có 228.000
trên 28.000 cái tương tác thuốc tiềm tàng được phát hiện, và trong đó thì có tương ứng đây phát hiện ra là có 270 loại tương tác thuốc tiềm tàng, so với tổng cộng trong một nghiên cứu trước đó là theo nghiên cứu ở Delfin trước đó là người ta ghi nhận 557, thì cái nghiên cứu này đã phát hiện ra là 270 thì tương ứng 48%, và số lần số PDDI trên 1.000 dùng thuốc là 70, và trên một lần nhập viện là 2,2, và tất cả các bệnh trong toàn bộ số bệnh nhân này thì có đến gần năm hơn 20% là có ít nhất một tương tác thuốc tiềm tàng. Chính vì thế mình nhận thấy là gần như là hầu hết là các bệnh nhân là đều có thể gặp bởi các tương tác thuốc trên tiềm ẩn trên lâm sàng. Người ta đánh giá sâu hơn về những cái tương tác thuốc tiềm ẩn này thì mình nhận thấy thì có 47,2% là có tương tác thuốc tiềm ẩn nhưng mà có liên quan lâm sàng, tương ứng với 85 loại tương tác thuốc liên quan lâm sàng, và số tương tác thuốc tiềm ẩn liên quan lâm sàng là 31 và so với lần nhập viện là 1, và có ít nhất có 38,2% là có ít nhất một tương tác thuốc tiềm ẩn liên quan đến ảnh hưởng đến lâm sàng thì có thể gây hại với bệnh nhân đấy. Và sau khi khảo sát kỹ hơn thì có những bệnh nhân có thể đạt đến 7 cái tương tác thuốc liên quan lâm sàng, có nghĩa là những bệnh nhân này sẽ có nguy cơ rất nhiều những cái tương tác thuốc làm cho tình cảm tăng hoặc là làm tăng hoặc là làm giảm cái thuốc sử dụng cho bệnh nhân. Và theo ngày nhập viện thì người nhận thấy là hầu hết các tương tác thuốc là tiềm ẩn trên lâm sàng là hay gặp ở những ngày đầu tiên đấy, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba thì và giảm dần về những ngày sau. Và trong nghiên cứu này người ta cũng xác định ra là có 15 loại tương tác thuốc tiềm ẩn trên lâm sàng thường gặp nhất đây, đây trên trên bảng này, thì trong đó thì có tương tác thuốc với thuốc có khả năng có tác dụng kéo dài QTC trên điện tim, và tương tác với thuốc NSAID là hai tương tác thuốc thường gặp nhất, lên đến 74,7% và 18,6%, làm gây tác dụng gây độc trên tim. Gây độc trên tim lên tương tác thuốc này có thể gây độc trên tim lên đến 76% và gây chảy máu lên đến 18,7%, và các nguy cơ khác như là gây rối loạn về thần kinh, gây độc thận, gây hại huyết áp, gây bệnh cơ, vân vân, thì là nó chiếm không quá nhiều, chủ yếu là hai cái tác dụng mà gây tương tác thuốc hay gặp, đó là lên tim mạch và lên vấn đề chảy máu. Cái đấy thì người ta cũng đề xuất cho những các có người ta theo dõi, như là theo dõi lâm sàng, theo dõi tránh kết hợp thuốc và theo dõi điện tâm đồ, cũng như đánh giá các mức độ nguy cơ liên quan đến bệnh nhân và một số xét nghiệm để đi kèm mà liên quan đến tác dụng của thuốc, ví dụ như là natri, gluco, chức năng gan, chức năng thận. Một cái hệ thống hệ thống hỗ trợ thuốc, hệ thống hỗ trợ ra quyết định thuốc cho bệnh nhân ICU thì người ta đã đưa ra những khuyến cáo, như là người thứ nhất là người kê đơn là chỉ nên, người ta nhận thấy là chỉ nên đi cảnh báo cho những cái tương tác thuốc tiềm ẩn mà có liên quan đến mặt lâm sàng, mục tiêu là để tránh gây mệt mỏi và cho nhân viên mà cũng như cải thiện độ an toàn của thuốc, và nên xem xét những cái thời gian mà có thể xảy ra đối với những tương tác thuốc tiềm ẩn liên quan đến lâm sàng, và cũng thường xuyên phải theo dõi những cái tương tác thuốc giữa NSAID với corticoid và tương tác thuốc giữa thuốc gây QT kéo dài, để và cộng thêm mà phải tuy nhiên phải khảo sát thêm các yếu tố kèm theo như là tuổi già nữ, bệnh tim hoặc là bệnh thường điểm dạ trước đấy, thì để cảnh báo hơn ở những bệnh nhân có tương tác thuốc này ảnh hưởng đến tim mạch. Về mặt kết luận thì của nghiên cứu này thì thấy là tương tác thuốc tiềm ẩn với lâm sàng thường xuyên xảy ra trong ICU và nên xem xét mức độ phù hợp với lâm sàng, và rủi ro thường gặp nhất là rối loạn nhịp và suất tiêu hóa. Và bên cạnh cái cần quan tâm đến cái tương tác thuốc thì cần phải quan tâm đến cũng quá trình và thời gian và thông tin của bệnh nhân trong từng tình huống lâm sàng.
Và để tiếp tục phòng ngừa thì nên có những nghiên cứu khác trong tương lai để đánh giá tác hại thực tế của từ tác thuốc gây ra. Về mặt giải pháp đối với những cái sai lầm thuốc, sai lầm thuốc trong sử dụng thuốc trong ICU thì cũng bản thân đây là đưa ra những cái khuyến cáo nên thực hiện để giảm cái rủi ro, tức là tối ưu hóa sự an toàn của trình thuốc, loại bỏ yếu tố rủi ro cho tình huống, đưa ra các chiến lược để ngăn chặn sai sót. Thì đây trên đây là một số biện pháp mà đã và đang được thực hiện, như là đảm bảo sử dụng thuốc theo đúng bệnh nhân, đúng loại, liều lượng, đường dùng, thời gian và theo dõi, đặc biệt là cái việc theo dõi điều chỉnh thuốc phù hợp khi bệnh nhân chuyển từ bệnh khoa này sang khoa kia, trung tâm này ra trung tâm kia thì phải bàn giao kỹ về thuốc và liều lượng, đường dùng và thời gian dùng, và các và phải giảm thiểu được các stress trong điều trị ICU, và những y tá thì phải chia ra có những trách kiểm tra thuốc thường xuyên, có thể 2-3 người có thể kiểm tra và đảm bảo cái việc quản lý hồ sơ và tài liệu theo đúng quy định. Và trên đây thì là bài trình bày của em, thì em trên đây có trả lời tham khảo, mọi người có thể truy cập tham khảo. Em xin hết ạ, em cảm ơn thầy cô lắng nghe. Vâng, cảm ơn bác sĩ Trọng đã có một bài báo cáo tổng kết những cái sai lầm thường gặp của việc sử dụng thuốc trong một đơn vị hồi sức tích cực. Thì chúng ta thấy rất nhiều vấn đề đúng không ạ, nhưng quan trọng nhất cuối cùng vẫn là gì, vấn đề là phải kiểm tra, có các cơ chế kiểm đào tạo tốt và kiểm tra chéo, và do đó làm việc xuất hiện một dữ liệu lâm sàng trong bệnh phòng là vô cùng quan trọng, và được các chuyên gia về dược sẽ giúp chúng ta giảm được một cái đáng kể. Thứ nhất là giảm cái sai lầm sử dụng thuốc, và thứ hai là giảm cái sự căng thẳng mệt mỏi của người bác sĩ để chúng ta tập trung vào chẩn đoán, đúng không? Tìm bệnh nhân, tìm bệnh, và việc điều trị có thể sẽ có sự hỗ trợ của dữ liệu lâm sàng. Thế đấy là lý do, vì một trong những lý do rất quan trọng của việc chúng ta đưa dữ liệu lâm sàng vào các bệnh khoa lâm sàng để hỗ trợ cho các bác sĩ. Thì tiếp theo chúng tôi xin mời các bạn đặt câu hỏi. Các bạn có thể đặt câu hỏi trên cửa sổ chat, và các bạn trực tiếp tham gia hôm nay đặt câu hỏi trực tiếp cho các báo cáo viên. Thì xin mời nhóm kỹ thuật mà đọc các câu hỏi đã có trên cửa sổ chat để các báo cáo viên trả lời. Đầu tiên là tôi thấy có câu hỏi của bác sĩ Đăng Hát Dương, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, dành cho tiến sĩ Minh. Thì các bạn đưa lên màn hình mọi người cùng biết. Đây là màn hình xe để mọi người cùng đọc câu hỏi, còn nó hơi dài. Cái đây là màn hình bác sĩ tự Minh trả lời, không cần phải đọc lại câu hỏi nữa. Dạ vâng, kính thưa thầy Tuấn Đại, kính thưa thầy cô, thì em cũng xin trả lời câu hỏi. Thì thứ nhất là về mặt lý thuyết thì đã cho thấy là mosiflosacin thì là ít gây tác dụng phụ trên thần kinh nhất so với cả levofloxacin với cả ciprofloxacin. Tuy nhiên thì phổ của mosiflosacin cũng khác với cả levofloxacin và ciprofloxacin, nên không phải những trường hợp nào cũng dùng thay thế được. Còn trong trường hợp mà bắt buộc phải dùng quinolone thì chắc chắn là cái tỷ lệ xảy ra độc tính trên thần kinh thì cao, nhưng không phải tất cả các bệnh nhân đều xảy ra độc tính trên thần kinh, thì sẽ phải là đánh giá yếu tố nguy cơ là bệnh nhân trước đó đã có bệnh tổn thương não nào hay không, và phải chỉnh liều theo mức lọc cầu thận bệnh nhân và theo dõi đi ạ. Câu tiếp theo cũng vẫn về quinolone. Dạ, cái quinolone mà gây nội bào thì cái cơ chế phân tử của nó cũng khá là phức tạp ạ, và nó có thể gây tạo cái chelat với cả các cái magie ở trong khi mà nó thấm vào trong nội bào ạ, nó có thể gây tạo cái chelat đấy. Thì cái này nó cũng chưa rõ ràng, nó mới là đưa ra một cái giả thuyết ạ, nhưng mà người ta thấy là bệnh nhân dùng quinolone thì cũng có thể gây giảm hạ cái magie ạ. Câu tiếp theo vẫn dành cho tiến sĩ Minh, là câu hỏi về vitamin C. Được 16 giờ.
Câu hỏi này chắc phải nghĩ hạn. Và tại vì là thứ nhất là vì nếu như mà dùng với cả khoảng 8 giờ, 14 giờ là 16 giờ là cũng chưa đủ giãn liều theo đúng cái khoảng cách mà nếu mà mình chia 8 giờ đúng không ạ? Nếu mà mình không đủ giãn liều như này mình dùng để giãn liều để làm giảm cái nồng độ cao của thuốc mà nếu mà mình dùng như thế này thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian bị chập liều. Chập liều thì các cái ADR của thuốc cũng đã xảy ra thì kể cả ngay cả cái thời gian mà ở bệnh nhân mà đạt được nồng độ thuốc trong máu nên là mình tránh để cái mức độ mà nó nồng độ thuốc nó quá cao ở trên những cái bệnh nhân nhạy cảm. Tại vì thật ra chế độ dùng liều và một liều với cả dùng một lần một ngày với cả nhiều lần một ngày và bệnh nhân nhiều lần một ngày mình cũng có thể chia ra ở những cái bệnh nhân mà nhạy cảm để làm giảm độ tính của bệnh nhân ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà mình chia thì mình nên là chia đều để đảm bảo cái nồng độ thuốc nó phủ đều ạ. Thời gian vẫn còn nên các bạn có thể trả lời câu hỏi ra ngoài vấn đề một chút, tức là vấn đề dùng thuốc vận mạch. Xin mời đến bác sĩ Trọng. Dạ vâng. Em xin trả lời câu hỏi khi nào thì bắt đầu dùng thuốc thứ hai điều chỉnh và phối hợp ra sao, chiến thuật giảm liều ngưng sử dụng khi nào và cụ thể trong sốc giảm thể tích và trong khoảng thì rõ ràng đúng như lúc này em có trình bày về các thuốc vận mạch thì tác dụng của mỗi thuốc vận mạch nó là khác nhau trên những receptor như là noradrenaline là chủ yếu trên alpha 1 sẽ gây co mạch và một chút trên beta 1 gây tăng nhịp tim thì sẽ có thể sử dụng trong sốc nhiễm khuẩn và có thể thậm chí sử dụng trong sốc tim. Còn về adrenaline thì sẽ tăng sẽ làm tăng của trên alpha 1 và beta 1 thì sẽ gây co mạch và gây mạnh tăng mạnh nhịp tim. Trong khi Nomu thì có tác dụng chủ yếu trên trên beta 1 gây tăng nhịp và gây tăng co, nhưng mà tác dụng một chút ở trên beta 2 gây giãn mạch. Chính vì vậy khi mà đối với dạng sự đối với những sốc nhiễm khuẩn thì bệnh nhân chủ yếu rơi vào tình trạng là thủy áp do một là do thiếu dịch, hai là do giãn mạch hệ thống. Thì cái được cái vận mạch đầu tiên mình nên sử dụng là noradrenaline. Noradrenaline thì khi mình sử dụng mình tăng mình sử dụng noradrenaline mà mình phải đánh, tuy nhiên mình phải đánh giá trên lâm sàng đó là một là dịch đủ chưa hay là chưa đủ mà mình vẫn cứ tăng liều noradrenaline, mà khi mình thấy thủ áp cứ tăng liều noradrenaline đến một lúc là lại xảy ra tình huống là mình sử dụng sai lầm mà làm cho cái sức cảm hệ thống quá cao, làm cho cái những cái mạch máu ở đầu chi nó gây co và gây hoại tử đầu chi. Chính vì vậy thì cái việc mà đánh giá dịch thường xuyên cần phải thường xuyên, và khi đủ dịch rồi mà sức cảm hệ thống đủ rồi ở mức bình thường rồi mà huyết áp vẫn không đảm bảo thì mình phải đánh giá tiếp theo là nguyên nhân tụt huyết áp là gì, có phải là do sức bóc cơ tim là giảm hay không. Nếu do sức bóc cơ tim giảm thì mình phải đánh giá mình phải cho thuốc thuốc tăng co bóc cơ tim là có thể dobutamine. Thế vì vậy khi mà đánh giá về mặt huyết động thì mình phải đánh giá là tiền gánh, sức co của quả tim, sức co bóp của tim và hậu gánh để mình ra đưa ra quyết định về mặt phương pháp để quyết định về mặt là sử dụng vận mạch nào. Thì trong sốc tim thì đương nhiên ưu tiên thuốc có khả năng tăng co bóp và ít ảnh hưởng đến nhịp tim hơn, ví dụ như là dobutamine và hay là noradrenaline thì cũng có thể sử dụng trong sốc tim. Nếu mà dùng ARB thì cũng có thể được, tuy nhiên thì nó sẽ tăng cái nhịp tim lên và có thể gây ra tình trạng là thiếu máu cơ tim và làm cho cái tình trạng tổn thương tim có thể tăng lên. Chính vì vậy để mà phối hợp thuốc vận mạch thì phải có bệnh cảnh của huyết động là như thế nào, tức là phối hợp thêm với phối hợp theo thông thường thì kinh nghiệm thì những tình huống bệnh nhân mà suy giảm sức cơ bóp cơ tim thì mình sẽ dùng phối hợp với dobutamine. Những bệnh nhân mà có sức cảm hệ thống giảm thì mình sẽ sử dụng noradrenaline, có thể tăng liều hoặc có thể nếu noradrenaline chưa đủ thì mình có thể dùng thêm cả adrenaline để tăng sức cơ bóp tăng sức cảm hệ thống. Tuy nhiên phải đảm bảo dịch phải đủ, tức là phải đánh giá dịch về bù dịch phải đủ. Còn về vấn đề giảm liều thế nào và ngưng thế nào thì đương nhiên thì mình phải đánh giá phụ về mặt huyết động. Nếu mà huyết áp tốt rồi thì mình có thể giảm liều các liều thuốc và ưu tiên giảm thuốc nào thì phải tùy vào bệnh cảnh. Ví dụ đang tăng sức cảm hệ thống thì mình ưu tiên giảm những cái thuốc gây tăng co như adrenaline và noradrenaline.
Hoặc là nếu bệnh nhân mạch huyết áp cao nhưng mạch nhanh thì mình phải ưu tiên giảm những cái thuốc có thể ảnh hưởng nhịp tim như là adrenaline và dobutamine. Đấy thì dựa chủ yếu vào trên huyết áp của bệnh nhân và cái gọi là tưới máu mô, theo về tưới máu mô và các chỉ số của tưới máu mô, đặc biệt là lactate thì là một trong những chỉ số mình có thể theo dõi, hoặc như là trong tình trạng toàn chuyển hóa có cải thiện không. Đấy thì em xin thêm ý kiến của thầy Tuấn ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Trọng. Tóm lại chúng ta có thể tóm tắt như thế này: đối với dùng thuốc vận mạch thì hoàn toàn tùy thuộc vào bệnh của huyết động. Nếu bệnh nhân mà thiếu dịch, thiếu tế tuần hoàn để cho ta truyền dịch. Nếu đủ tế tuần hoàn rồi, sức cảm hệ thống giảm, chúng ta dùng thuốc co mạch là noradrenaline và điều chỉnh theo sức cảm hệ thống. Nếu mà đủ dịch rồi mà sốc cơ tim giảm, gây giảm cung lượng tim thì chúng ta dùng dobutamine để tăng cung lượng tim, tăng sốc cơ tim, và chúng ta điều chỉnh thuốc theo cái tình huống huyết động cụ thể. Còn đối với adrenaline thì chủ yếu ưu tiên cho sốc phản vệ, và nếu như mà bệnh nhân không phải phản vệ mà là sốc nhiễm khuẩn hoặc là sốc giảm thể tích thì chúng ta có thể dùng adrenaline khi mà chúng ta không có thuốc hai thuốc kia, hoặc là khi mà hai thuốc kia không hiệu quả. Còn giảm liều và ngừng dụng hoàn toàn tùy thuộc bệnh nhân, khi mà bệnh nhân đáp ứng thì chúng ta giảm liều và bệnh nhân hồi phục thì chúng ta ngừng. Ví dụ như sức cảm hệ thống về bình thường thì ngừng noradrenaline, khả năng có bao cơ tim về chấp nhận được thì chúng ta ngừng dobutamine, tất cả đều tùy thuộc bệnh nhân. Thì cái này chúng ta có thể nói rất đơn giản như vậy. Và như vậy có nghĩa là gì? Thì chúng ta phải cố gắng hết sức để có thể đảm bảo được những cái thăm dò động tối thiểu ở trong đơn vị hồi sức để chúng ta có thể mạnh tay và tin tưởng, yên tâm khi sử dụng thuốc vận mạch. Thì bác sĩ Trọng nói thì dài nhưng tôi tóm nó tắt lại là ý là như vậy. Và chúng ta không thể nào có một cái gì khác, không thể nào có những kinh nghiệm nào khác vượt ra ngoài những cái vấn đề cơ bản như vậy, đúng không ạ? Vâng. Vậy các bạn có câu hỏi gì thêm không ạ? Các bạn trong hội trường có câu hỏi gì đặt ra cho các báo cáo viên không? Tôi hôm nay vấn đề rất là thú vị, nghe rất là nhức đầu. Nhưng mà đây nhức được bắt buộc phải có, vậy nên chúng ta không nhức đầu, chúng ta cứ quên những chuyện này đi thì chúng ta sẽ gánh những cái tai họa rất là lớn, đúng không ạ? Chúng ta nếu bệnh nhân mà có chuyện gì trục trặc xảy ra, nếu do bệnh thì chúng ta chỉ có thể gọi là làm kiểm điểm, tức là chúng ta chẩn đoán chậm, điều trị muộn. Nhưng nếu mà do chúng ta dùng sai thuốc thì sẽ là khuyết điểm của chúng ta. Và do đó chúng ta phải hết sức tránh phạm gì thì phạm, đừng có phạm cái sai lầm chúng ta làm cho bệnh nhân nặng lên. Thì đấy, do đó chúng ta phải nắm rất chắc những cái vấn đề về thuốc. Đấy, và chúng tôi nhấn mạnh là các bạn những nơi nào mà chưa có thực dễ lâm sàng thì phải cố gắng vận động bệnh viện tuyển dụng các dễ lâm sàng và làm việc trong bệnh viện. Và chúng ta lập tức bắt các bạn đi làm việc cấn lực thì chỉ trong thời gian rất ngắn các bạn sẽ có kinh nghiệm. Và như chỗ chúng tôi là hiện nay thì thậm chí những cái dùng hai thuốc đơn giản nhất với nhau, lãnh đạo đi bộ vẫn hỏi là ý kiến dược lâm sàng thế nào, để các bác sĩ khi mới đỡ phải nhức đầu về những cái chuyện gọi là quá chi tiết về dược lâm sàng. Chúng ta không thể thuộc lòng được, đúng không ạ? Chúng ta không thể hơn dược sĩ được, thì chúng ta phải nhờ các dược sĩ chuyện đó. Còn nếu chúng ta chưa thể có dược sĩ là dược lâm sàng bên cạnh thì chúng ta nên có những cái tài liệu về tương tác thuốc. Và chúng tôi biết là Bộ Y tế đã ban hành một cái tài liệu để tương tác thuốc, và chúng ta phải có cho bút trong túi, và bất kỳ khi nào chúng ta sử dụng thuốc thì chúng ta sẽ mở ra chúng ta xem. Và chúng ta chỉ yên tâm dùng thuốc, không phải xem khi chúng ta dùng những cái thuốc mà chúng ta xem đi lại nhiều lần, phối hợp những thuốc nọ với đó với nhau không tương tác thì chúng ta có thể yên tâm được và chúng ta có thể dùng cho bệnh nhân. Thế đấy là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đang tiệu xương máu của chúng tôi trong bao nhiêu năm làm nghề để chúng ta tránh những cái tai biến không đáng có. Các bạn có câu hỏi gì đặt ra cho các báo cáo viên nữa không trong hội trường? Vâng, xin mời tiến sĩ Cường. Em cũng xin đặt một câu hỏi mà chị Mai rất là lâm sàng. Em xin hỏi là tiến sĩ Minh là phải chia sẻ kinh nghiệm cái tình trạng hạ kali máu do phóng không? Hai nữa, khi mà mình dùng liều cao hạ kali máu và cái cách mình để khắc phục để hạn chế cái tình huống này. Thứ hai là chị để chia sẻ xem là các thuốc nhỏ kháng sinh nào hay gây ra tình trạng toàn chuyển hóa thoát trong máu có thể gặp để bác sĩ khi hồi sức khi các bệnh nhân sốc hoặc một bệnh nhân có tình trạng toàn chuyển hóa tăng lát tác để mình biết để mình tìm hiểu mình có chẩn đoán lâm sàng. Thứ hai câu hỏi dành cho bác sĩ tiến sĩ Minh ạ. Còn cũng một câu hỏi dành cho bác sĩ Trọng, đó là cái tác dụng phụ của canxi đường tích mạch là mình gây bệnh ảnh hưởng nhịp tim, gây giãn mạch, gây rụt da. Tuy nhiên trên thực hành lâm sàng thì anh cũng gặp nhiều ca. Thứ nhất là các nhiều bệnh nhân sốc nặng
tiêm canxi ở trong cái canxi ở cái co mạch co cơ trơn và cái tăng huyết áp tạm thời. Và hai muốn ví dụ có thế, nhưng mà trên y văn thì cũng không thể nói là tăng huyết áp là không phục. Hai nữa là có một bệnh nhân thái huyết tương, mà sau đó bệnh nhân chúng ta tiêm canxi vào bổ sung cái thái huyết tương, bệnh nhân ở hơn 30 tuổi thôi, dưới anh bệnh sau bệnh nhân nên cơn đau đầu dữ dội, hô hấp huyết áp già tuần hoàn không lên gì cả, và sau đó huyết áp chỉ loa vào đến 150, 160, 90, còn cái đau đầu dữ dội, sau đó phải dùng các đinh pin hạ áp, thì sau khoảng 30 phút thì bệnh nhân hết triệu chứng đấy. Thì bác sĩ Trọng có thể chia sẻ thêm là điều đấy có đúng là do ăn tăng huyết áp, do ăn do canxi không, để chuyên y ban thường nói là gây hạ huyết áp. Xin cảm ơn. Em xin phép được câu hỏi của sĩ Cường. Thì đối với cả tác dụng mà gây tăng kali của fluconazin, gây hạ kali của fluconazin cũng rất là khó. Chắc là mình cũng chỉ giải quyết được vấn đề bằng việc bù kali thôi, chứ còn cũng không có cái cách nào mà khắc phục được cái việc mà hạ kali. Việc thứ hai là đối với cả các thuốc mà gây nhiễm toan lắc tát thì hiện nay thì báo cáo là do cái cơ chế của cấu trúc của thuốc thì chỉ có mỗi linezolid là được báo cáo nhiều nhất là gây toan lắc tát thôi, còn các kháng sinh khác thì gần như là rất là hiếm, rất là ít, mà vì là cần phải chú ý nhé. Đây ghi là bác sĩ Triều nói qua micro này, mọi người cùng nghe. Về cái toan lắc tát thì em có bổ sung một cái là dùng corticoid liều cao đấy, em dùng liều tosafi thì trong hai bệnh nhân nó tăng lắc tát quanh quẩn là khoảng 4-5 sau khi dừng 2-3 ngày thì xuống, trong thời gian đấy thì đánh giá bù dịch đấy nó cũng không xuống, thì khả năng là em tìm đến Ivan thì vẫn có báo cáo về tăng lắc tát, toan là tăng lắc tát do corticoid liều cao. Xin mời bác sĩ Trọng trả lời câu hỏi của bác sĩ Cường. Vâng ạ, thì anh Cường đặt câu hỏi về canxi. Thì em cũng gặp một số ca như vậy. Em thì thứ là về tài liệu thì nó chưa có những lượng canxi nào có thể gây, chưa rõ ràng là có thể gây từ đến áp. Nhưng rõ ràng có những bệnh nhân là tim nhanh, những bệnh nhân trẻ rơi vào tình trạng là bốc hỏa nóng trong người và còn rất hoảng sợ. Đấy, thì trong những bệnh nhân khi hoảng sợ, bệnh nhân rất là kích thích, khó chịu, vật vã. Thì có đâu thì đó là những cái cường giao cảm như thế, có thể gây cường giao cảm như thế thì có thể là gây tăng huyết áp. Thì còn về tài liệu Ivan thì em đọc thì cũng không có cái tình trạng mà gây ra tăng huyết áp, mà chủ yếu là gây là tuổi đáp, nhưng mà liều bao nhiêu các thứ bao nhiêu thì chưa rõ, có thể là mình tiêm mức độ đấy chưa đến mức có thể gây tuổi đáp, nhưng là đã gây ra triệu chứng nóng bốc hỏa các thứ, mình sẽ vật vã kích thích, thì cái khi đấy thì mình vẫn có thể tăng huyết áp do cái yếu tố đi sau. Thì còn mà liều bao nhiêu để gây tuổi đáp thì em cũng y bán các thứ nói cũng không rõ ràng, thì em nghĩ có thể là phụ thuộc vào cái liều mình truyền, cái liều mình tiêm ấy, thì chưa đến mức tuổi đáp, tuy nhiên đã làm cho bệnh nhân có những triệu chứng khó chịu, vật vã kích thích có thể làm tăng huyết áp. Trong trường hợp đấy thì em theo như vậy thì có xem ý kiến thêm là các thầy. Bởi vì em thấy là cái việc dùng canxi nó trên tĩnh mạch khi mình dùng thử lâm sàng ấy nó cũng gặp khó khăn, bởi vì đó là theo bài của bác sĩ Trọng là mình sẽ tiêm tốc độ là 1 ml/1 phút, có nghĩa là một tiêm một can và nó đem hạn canxi máu bạn, một tiêm và khi mình thái huyết tương mình tiêm tĩnh mạch thứ nhất mình phải tiêm trong vòng 10 phút tiêm chậm. Bình thường y lệnh cho các điều dưỡng thì canxi máu 0.5 g như hay tiêm tĩnh mạch chậm, nhưng thực tế vòng 10 phút cực kỳ lâu, nếu chúng ta không lắp bơm vô điện hoặc chúng ta thì được điều dưỡng tiêm 10 phút rồi nghĩa là không khả thi. Do vậy đấy là cái cách mình để giảm tác dụng phụ của canxi là thay đổi cách thực hành lâm sàng cho nó thực tiễn, vì rõ ràng tiêm y lệnh nhưng mà tiêm tay thì chắc là không bao giờ mà tiêu lượng dùng 10 phút cả. Và em nghĩ thì có thể chuyển sang nhận chuyển, có thể chuyển sang nhận chuyển với tốc mình pha nó phù hợp và mình chuyển đến tốc độ phù hợp thì sẽ giảm. Thay vì nếu có đường tĩnh mạch, thay huyết tương đã có đường tĩnh mạch rồi thì em nghĩ có thể thay sang nhận chuyển mà mình tính tốc độ phù hợp cho cái máy. Và rồi qua mình cũng có, mình đã có sử dụng phương pháp chuyển cho bệnh nhân chuyển làm gì đó, thay vì tiêm nó quá tiêm nó mất rất là thời gian cho điều dưỡng rất lâu. Và thì chúng ta còn câu hỏi nào nữa không ạ? Trên cửa sổ chat thì hết rồi đúng không ạ? Vâng. Thì rất cảm ơn các bạn đã tham gia cái buổi sơ khảo của trung tâm phối hợp với hội hôm nay ở đây. Và xin rất cảm ơn hai báo cáo viên.
dược sĩ Minh và bác sĩ Trọng. Và chúng ta sẽ còn gặp nhau những buổi tiếp theo, vẫn chuyên đề về dược. Và tôi thấy chuyên đề về dược thì là chuyên đề rất hấp dẫn. Đây là lần thứ hai chúng ta tổ chức chuyên đề về dược. Và có vẻ mọi người vẫn rất thèm thuồng, và chúng ta sẽ còn tiếp tục tổ chức trong thời gian nữa. Thì sau này nếu như các bạn không có câu hỏi gì thêm, thì xin tôi đầu tiên kết thúc buổi sát khóa hôm nay ở đây. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn hai vị phóng viên. Một số câu hỏi sau thì xin gửi riêng cho tiến sĩ Minh để trả lời trên nhóm ạ. Nói chung là bao giờ có dược cả.